Chàng trai này cầm một bó hoa đứng dưới nhà cầu hôn bạn gái. Em gả cho anh đi, nhà anh giàu lắm, sau này anh sẽ lo cho em. Vừa nhìn thấy chàng trai, mẹ của cô gái đã cảm thấy cậu ấy rất giỏi, nhưng mà là giỏi ăn tục nói phét. Bà ấy dặn con gái phải cẩn thận với loại đàn ông này. Nói rồi bà đi xuống lầu định đuổi cổ cậu ta về nhưng lại bị con gái ngăn lại. Nhà anh ấy giàu thật đó mẹ, bố anh ấy là chủ tịch của công ty lớn nhất Thượng Hải. Chuyện là Thừa Hoan và Gia Lượng đã yêu nhau được 3 năm, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn rất tốt. Gia Lượng đã che giấu thân phận giàu có của mình với người yêu mà vẫn chưa có cơ hội thừa nhận với cô. Cho đến một hôm nọ, anh đi theo bố đến công ty của bạn gái để bàn chuyện hợp tác. Khi nhận ra bạn gái mình, Gia Lượng muốn bỏ trốn ngay lập tức nhưng đã bị bố bắt lại. Bố giới thiệu với con, đây là cô Mạch, quản lý khách sạn, còn đây là con trai tôi, Tân Gia Lượng. Đến lúc này Gia Lượng chỉ còn cách tháo nón ra. Thừa Hoa nhìn thấy bạn trai mình thì hoàn toàn sững sờ. Cô không bao giờ ngờ được người bạn trai lúc nào cũng nũng nịu với cô lại là con trai của một ông chủ lớn. Hai người biết nhau à, đây là bạn gái của con. Sau cuộc trò chuyện, Gia Lượng đã chạy theo Thừa Hoan để giải thích rằng thực ra bố anh chỉ điều hành một công ty bình thường mà thôi. Thừa Hoan vô cùng thất vọng. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Gia Lượng nói với cô rằng anh là một nhà thiết kế nội thất, còn bố mẹ anh ở nhà thì sắp nghỉ hưu rồi. Anh nói anh không quen ăn đồ ăn Thượng Hải, tôi cố gắng nấu món của quê anh thích đôi giày nào, tôi sẽ tăng ca để kiếm tiền mua cho anh. Anh nói công ty muốn mở rộng hơn, tôi còn lập cả kế hoạch cho anh, vì tương lai của chúng ta, tôi nhiều đêm không ngủ được. Vậy mà bây giờ anh lại nói là anh là một thiếu gia nhà giàu không cần làm việc chăm chỉ, anh coi tôi là đồ ngốc đúng không Tân Gia Lượng? Dù Gia Lượng có giải thích thế nào thì Thừa Hoan cũng không nghe, đó là lý do vì sao hôm nay anh lại xuất hiện ở nhà cô để gửi lời xin lỗi. Thằng đó có gì tốt đâu, không có nhà không có xe, đúng là lãng phí thanh xuân 3 năm của người con gái mà. Thấy mẹ nói mãi không ngừng, Thừa Hoan tức giận muốn thú nhận với mẹ về tình hình gia đình của Gia Lượng, nhưng nào ngờ sau đó giọng anh đã vang lên từ tầng dưới. Anh cầm hoa hồng đến để cầu xin sự tha thứ từ cô. Thừa Hoan sau đó đã thừa nhận chuyện anh nói là thật. Cô vô cùng tức giận khi hai người yêu nhau đã lâu mà anh ấy lại giấu cô sự thật này. Người mẹ nghe thấy thế thì bắt đầu quay ngoắt 180 độ. Hoan Hoan, con nghe mẹ nói, cậu ấy nói dối con bấy lâu nay chắc là có lý do đó. Không phải bây giờ cậu ấy đã đến để xin lỗi con rồi sao? Mẹ cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu ấy. Thừa Hoan không nghe lời mẹ nói mà đi đến cửa sổ bảo Gia Lượng nhanh rời khỏi nhà cô đi. Cậu không phải đi đâu cả, con gái giận quá mất khôn nên mới nói vậy thôi. Con thấy không, cậu ấy không quan tâm tới ánh mắt người khác mà tới tận nhà xin lỗi con. Cậu ta đúng là một chàng trai tốt, vừa đẹp trai vừa chân thành. Thừa Hoan không ngờ mẹ mình lại lật mặt nhanh như thế. Nhiều ngày sau đó, Thừa Hoan đã bắt đầu chấp nhận lời xin lỗi của Gia Lượng và tiếp tục tình yêu của hai người. Còn mẹ Gia Lượng lại không biết mối quan hệ trên nên đã cố tình sắp đặt cho con trai một buổi xem mắt, bà ấy còn ngồi ở đó không xa để lén quan sát con trai. Hôm nay là ngày Gia Lượng đến chào hỏi bố mẹ của Thừa Hoan nên anh cần phải giải quyết cuộc hẹn này càng sớm càng tốt. Tôi nói thật nhé, cuộc hẹn của chúng ta là do gia đình sắp xếp, tôi không muốn đến đâu vì tôi đã có bạn gái rồi, mối quan hệ của chúng tôi đang rất tốt. Nhưng cô gái kia vẫn muốn tiến xa hơn trong lần gặp mặt này nên đã xin thông tin liên lạc của Gia Lượng. Sau đó anh lo lắng gửi tin nhắn cho bạn gái nói rằng mình đang kẹt xe, hai bà mẹ quan sát ở gần đó thấy con cái trò chuyện vui vẻ nên đã rời đi trước. Đúng lúc Gia Lượng định rời đi thì lại gặp bà của Thừa Hoan. Con vừa nói với Hoan Hoan vài ngày trước là sẽ đến gặp bà đó, cô gái này là ai vậy? Con là đối tượng xem mắt của anh ấy ạ. Cái này là giả thôi ạ, gia đình hai bên sắp xếp với nhau thôi bà. Được rồi, chuyện của thanh niên thì các con cứ tự mình giải quyết nhé, bà đi đây. Ở nhà Trần Hoan, mẹ cô đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon để tạo ấn tượng với chàng rể giàu có. Họ đã chờ 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa có ai đến, bố Thừa Hoan dần dần mất đi nụ cười trên mặt, sau đó cô đã nhận được tin nhắn từ bà. Bà mới gặp Gia Lượng, nó xem mắt với ai đó ở đấy rồi nói rằng là do gia đình sắp xếp, con tự tìm hiểu đi. Thừa Hoan không muốn bố mẹ lo lắng nên đã nói rằng Gia Lượng cần phải gặp khách hàng quan trọng nên hôm nay không đến được. Bố và em trai cô tức giận khi đến nhà gặp mặt bố mẹ vợ một cách chính thức là chuyện quan trọng, làm sao có thể nói đến là đến, nói không là không được. Trần Hoan sợ mình không thể kiềm chế cảm xúc nên nhanh chóng kiếm cớ xuống dưới nhà. Cô gọi cho Gia Lượng một cách mất bình tĩnh. Hai người chưa nói được bao nhiêu thì Gia Lượng đã xuất hiện trước mặt cô với vài món quà. Em hiểu lầm rồi, không phải là xem mắt như em nghĩ đâu, nó chỉ là công việc thôi. Gia Lượng, rốt cuộc câu nào của anh mới là thật, là công việc hay là bố mẹ bắt ép anh đi xem mắt? Không phải như em nghĩ đâu, cô ấy là con gái của bạn bố anh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Anh muốn tôi hiểu cho anh thế, anh có hiểu cho tôi không? Thừa Hoan nghĩ đến việc mẹ cô từ sáng sớm đã phải thức dậy vất vả vì bữa ăn hôm nay thì liền tức giận. Nếu anh không đến được thì cũng phải gọi điện trước một tiếng chứ không phải là biến mất như thế này. Gia Lượng cố gắng giải thích nhưng Thừa Hoan chỉ cảm thấy rằng anh đang xem gia đình mình là một trò đùa. Em trai Thừa Hoan đang đứng cách đó không xa định bước tới chút giận cho chị gái mình thì bạn thân của Thừa Hoan đã xuất hiện. Đồ khốn này, anh xem Thừa Hoan là con cá muốn bắt lúc nào thì bắt à? Thừa Hoan cố gắng ngăn bạn thân mình lại, sau đó nhân viên bảo vệ đã đi đến yêu cầu Gia Lượng di chuyển xe của mình ra khỏi ngõ. Trước sự chỉ trích từ hàng xóm, anh đành phải rời đi khỏi đó cùng bảo vệ. Thừa Hoan sau khi trò chuyện với bạn thân thì quay về nhà, cô nghe thấy mẹ mình đang tính tiết kiệm của gia đình, đếm đi đếm lại vẫn không đủ 800 ngàn.
Mẹ cô biết con gái sắp kết hôn nên của hồi môn phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không thì sẽ bị người khác khinh thường. Mẹ cô còn muốn bán hết bông tai và dây chuyền vàng. Biết vậy mấy năm trước tôi đã tiết kiệm rồi, như vậy thì Hoan Hoan có thể thoải mái hơn. Thừa Hoan nghe xong thì cảm thấy rất khó chịu, điều đó càng thúc đẩy ý chí khiến cô chăm chỉ hơn để giúp bố mẹ có một cuộc sống tốt. Vài ngày sau đó, khách sạn nơi Thừa Hoan làm việc đã tổ chức sự kiện mừng ngày lễ tình nhân. Lãnh đạo của cô ở trong cuộc họp đã ra lệnh cho nhân viên nộp kế hoạch của riêng mình để hoàn thành buổi lễ. Kế hoạch của Thừa Hoan là tổ chức ngày lễ tình nhân cho bố mẹ, vì bản chất của hôn nhân là sự hòa hợp giữa hai phía nên ý tưởng của cô vô cùng nổi bật giữa đám đông. Sếp rất hài lòng với kế hoạch đó nên yêu cầu cô phụ trách sự kiện này và tặng cho cô 2 phiếu giảm giá phòng nghỉ trang mật tại khách sạn. Vào ngày diễn ra sự kiện cô đã đưa bố mẹ đến khách sạn. Có một điều kỳ lạ là vé sự kiện này đã được bán hết nhưng số hàng giao bán thì lại không tiêu thụ được quá một nửa khiến Thừa Hoan rất khó hiểu. Cô lập tức sắp xếp đồng nghiệp lên phương án để xử lý chuyện này nhưng đột nhiên đèn trong hội trường lại bắt đầu mờ đi, âm nhạc vang lên, nhiều người lao vào giữa rồi bắt đầu nhảy múa. Thừa Hoan nghĩ rằng đây là chương trình do công ty sắp xếp nên tỏ ra hưởng ứng, nào ngờ sau đó mọi người lại giải tán. Một hiệp sĩ mặc áo giáp đứng vào giữa làm cô bất ngờ, hiệp sĩ sau đó nhờ mọi người giúp đỡ để tiến về phía Thừa Hoan. Dưới sự cổ vũ của mọi người, anh đã quỳ gối xuống đất trước mặt cô. Hôm nay hiệp sĩ đến để giải cứu nàng công chúa đây. Thừa Hoan còn chưa kịp phản ứng lại thì Gia Lượng lại tiến tới chỗ bố mẹ cô. Hai bác cho phép con được làm điều đặc biệt này với Thừa Hoan nhé. Người mẹ nghe vậy thì vui mừng gật đầu đồng ý. Gia Lượng chính thức bắt đầu buổi lễ cầu hôn của mình. Anh quỳ xuống đất giơ thanh kiếm lên cao và nói rằng anh sẽ là hiệp sĩ mãi mãi bảo vệ em. Một chiếc nhẫn kim cương cũng đã được đặt sẵn ở chuôi kiếm. Cảnh lãng mạn này làm mọi người vô cùng choáng váng. Mạch Thừa Hoan, em gả cho anh nhé. Mọi người bắt đầu cổ vũ khiến Thừa Hoan không biết xử lý như thế nào. Cô yêu cầu Gia Lượng đứng lên rồi rời đi nhưng Gia Lượng lại nói rằng nếu cô không đồng ý thì anh sẽ mãi mãi quỳ ở đây. Sau đó sếp của Thừa Hoan đã xuất hiện thấy cảnh này thì liền chỉ trích cô. Cô đang làm cái gì ở đây thế? Ông là ai mà dám nói chuyện to tiếng với cô ấy hả? Tưởng là sếp muốn nói gì thì nói à? Thừa Hoan cố gắng hết sức để giữ Gia Lượng lại, phải khó khăn lắm mới có thể kéo được anh ra khỏi cửa. Cô tức giận đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Hoan Hoan, em lại giận rồi, sự kiện này anh đã mua hết quà lưu niệm em bán, vé của sự kiện anh cũng mua hết luôn nên đừng tức giận nữa. Cô nhớ lại mấy hôm trước mình đã đi gặp trưởng bộ phận tổ chức để thương lượng giá cả. Cô thậm chí còn uống rất nhiều rượu để được ông ấy đồng ý giảm 20%, kết quả là được chấp nhận nhưng lại không phải vì nỗ lực của cô mà ra. Gia Lượng, anh có biết tôi đã ấp ủ kế hoạch này bao lâu rồi không? Cuối cùng anh làm ầm ĩ lên như vậy để xóa sạch mọi sự cố gắng của tôi. Hoan Hoan, em nói muốn lãng mạn, anh đã cố gắng làm cho em rồi. Em nói anh phải thật vững vàng thì mới cầu hôn em được. Em nói xem anh cần phải làm gì nữa thì mới thỏa mãn được em đây. Thừa Hoa lúc này không bình tĩnh được nữa nên đã lập tức quay lưng rời đi. Tuy nhiên sau đó Thừa Hoan vẫn chấp nhận lời cầu hôn của Gia Lượng. Anh còn nói rằng gia đình mình muốn tổ chức một bữa ăn đánh dấu việc chính thức gặp mặt giữa hai bên thông gia. Sau đó anh đã thông báo cho mẹ và chị gái biết để họ chuẩn bị. Mẹ anh không có ý phản đối nhưng người chị mang thai lại vô cùng phàn nàn. Nhà con bé nghèo như vậy, không phải nó đang nhắm vào khối tài sản kếch xù của gia đình mình sao? Mẹ Gia Lượng nghĩ rằng chỉ cần Thừa Hoan ngoan ngoãn ở nhà nuôi con sau khi cưới thì cũng tốt. Vậy thì mẹ phải thuê một đầu bếp thật giỏi vào để dạy dỗ cô ta, để con bé biết cái giá phải trả cho việc trèo cao là gì. Bên phía Thừa Hoan vì muốn để lại ấn tượng tốt với nhà trai nên mẹ cô đã lục tung nhà cửa để chọn quần áo cho gia đình. Bà còn bảo chồng mình mượn xế xịn của sếp để giữ thể diện cho cả nhà. Thừa Hoan biết mẹ muốn mặc đẹp nhưng lại ngại chi nhiều tiền nên đã đưa bà ấy đến một cửa hàng bán sườn xám để mua váy mới. Tối đó mẹ Thừa Hoan đứng trước gương ngắm nhìn bản thân còn bố thì ngồi trên giường đánh giày. Gia đình đó có danh tiếng tốt nên chúng ta cần phải chú ý đến phép tắc xã giao, khi gặp nhau phải chào hỏi thế nào, bắt tay rồi ngồi xuống bàn ăn ra sao, ăn uống từ tốn để nhà người ta không đánh giá Hoan Hoan của mình. Hôm sau cả nhà đến nhà hàng, mẹ Thừa Hoan không khỏi phấn khích khi lần đầu được ăn ở một nơi sang trọng. Bố của Gia Lương không đến vì bận công việc còn chị gái thì tỏ ra xa cách ngay từ khi bước vào. Người lớn còn chưa ngồi thì cô ta đã ngồi trước, sau đó cô ta còn nói nhà hàng này là một nhà hàng nổi tiếng rồi ra lệnh cho Thừa Hoan ra ngoài gọi đồ ăn ở sảnh. Điều này không khác gì thể hiện uy lực trước mặt nhà cô. Khi đồ ăn được mang ra, bố Thừa Hoan vốn không giỏi ăn nói nhưng vẫn đứng lên đại diện gia đình mình gửi lời chào hỏi. Ông ấy có vẻ lo lắng nên nói chuyện hơi ngập ngừng, lúc đưa ly lên mời mọi người thì một hơi uống cạn. Chị Gia Lượng nhìn thấy điều này thì không khỏi chê cười. Cô ta nói rằng rượu vang này là phải uống từ từ chứ không ai lại một hơi uống cạn như vậy. Này cô gái, con cháu trong nhà sao lại ăn nói với người lớn như vậy? Bác à, xã hội bây giờ dân chủ nên ai cũng bình đẳng như nhau cả. Đến lúc dùng bữa, bố Thừa Hoan vô tình bị mắc xương, thấy thế cô chị gái liền cố tình thể hiện dạy ông bố cách ăn như thế nào. Gia Lương nghe thấy vậy thì tỏ ra khó chịu. Sau đó hai nhà bàn về hôn sự, mẹ Thừa Hoan nói mình sẽ tổ chức đám cưới thật to ở quê của họ, còn ở Thượng Hải thì tổ chức nhỏ vì gia đình cũng chỉ quen biết mấy người hàng xóm thôi. Gia đình cháu toàn các mối quan hệ với những người đáng kính, đến lúc đó doanh nhân và người làm công ăn lương ngồi chung bàn, sếp và tài xế lại ngồi ăn với nhau, như vậy có phải là kỳ cục quá không nhỉ? Mẹ Thừa Hoan tức giận chỉ trích cô chị gái rằng đang khinh bỉ người nghèo khó hơn mình. Gia Lượng vội vàng đứng lên giải thích chị gái mình đang có thai nên nói năng không có chừng mực.
nhưng anh cũng không muốn tổ chức hôn lễ theo cách truyền thống như mẹ Thừa Hoan nói vì không thích chú bác trong nhà chê cười. Tân Gia Lượng ý anh là gì, giàu có thì là con người còn nghèo khổ thì là côn trùng đúng không? Thừa Hoan chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gả cho một gia đình giàu có, nếu không phải vì Gia Lượng cầu xin cô tha thứ thì sẽ không có bữa ăn ngày hôm nay. Cho đến hiện tại, tôi không nghĩ nhà tôi đã lấy được thứ gì từ nhà của mấy người, bữa ăn này từ đầu đã không nên xảy ra, tóm lại không cưới xin gì nữa. Cô chị dâu nghe vậy không những không xin lỗi mà còn thêm dầu vào lửa. Không nhờ có em trai tôi thì gia đình cô cả đời cũng chẳng có cơ hội được ăn ở nơi sang trọng như thế này đâu. Những lời này hoàn toàn khiến gia đình Thừa Hoan bùng nổ, ở thời đại nào rồi mà vẫn có người nghĩ chỉ cần có vài đồng tiền thì liền có thể khinh miệt người khác. Kế hoạch hôn lễ của hai người đã bị cô chị gái phá nát, không phải là nhà họ Mạch tham lam muốn cô được gả vào nhà giàu, chỉ là mẹ cô muốn con gái mình lấy được một người có sự vững vàng về kinh tế để trong tương lai cô có thể sống một cách thoải mái hơn bây giờ. Tân Gia Lượng thấy gia đình của Thừa Hoan rời đi thì lập tức đuổi theo trong tuyệt vọng. Thừa Hoan bảo anh dừng lại rồi nói rằng nếu hai gia đình không thể tôn trọng lẫn nhau thì cô và anh cũng không cần tiếp tục mối quan hệ này làm gì. Cô hy vọng cả hai có thể bình tĩnh lại để nói về chuyện này sau. Gia Lượng sau đó đã vô cùng sụp đổ quay lại bàn ăn chỉ trích chị mình. Tân Gia Lệ, chị bị cái gì vậy? Nếu không thích thì cứ im lặng, đâu có ai bắt chị nói bậy như vậy đâu. Tại sao chị phải im lặng? Gia Lượng, chị nói cho em biết, mau mau chia tay con nhỏ đó đi, nhìn xem gia đình bên đó như thế nào mà còn muốn kết hôn hả? Cả hai có thôi đi không? Mẹ nghĩ chuyện của con và Thừa Hoan vẫn nên suy nghĩ lại. Sau khi Thừa Hoan ra ngoài, cô đã nhận được điện thoại từ sếp của mình, anh ấy đi tặng quà cho đối tác tại nhà hàng đó nên đã tình cờ nghe được chuyện của cô. Không ai nhìn thấy sự cố gắng của cô ngoài bản thân cô cả, nếu cô muốn gả vào một gia đình giàu có thì phải chịu đựng sự chỉ trích đó ngay từ bây giờ. Sau khi trở về nhà, mặc dù rất tức giận nhưng mẹ cô vẫn mong con gái mình có thể kết hôn với Gia Lượng vì đó là một lựa chọn tốt. Nếu hạnh phúc của con phải đánh đổi bằng danh dự của cả gia đình thì con thà ở với bố mẹ còn hơn là đi lấy chồng. Hôm sau Thừa Hoan đi làm, có một cô gái đã đặt phòng thành công trên ứng dụng nhưng khi đến nhận phòng thì nhân viên lại báo không còn nữa khiến cô ấy rất tức giận muốn khiếu nại chuyện này lên quản lý. Lễ Tân vội vã xin lỗi khách hàng vì tất cả phòng hạng thương gia hiện tại đều đã được đặt kín nên cô ấy không có cách nào khác để sắp xếp thêm phòng. Khách hàng vô cùng tức giận nói nếu mình không thể nhận phòng trong vòng 10 phút nữa thì sẽ bảo quản lý sa thải cô nhân viên. Sau đó khách hàng lấy điện thoại ra làm ầm ĩ muốn phát trực tiếp trên mạng. Thừa Hoan là người quản lý của bộ phận đón tiếp nên đã tiến đến đó để giải quyết vấn đề. Cô nở nụ cười và không ngại để khách hàng quay lại mặt của bản thân. Tôi hiểu tâm trạng của cô, thấy hành lý này chắc hẳn cô vừa từ nước ngoài về, với hành trình bay dài, tôi biết cô mệt nên rất đồng cảm, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ tức giận với chuyện này. Đã 10 năm rồi tôi mới về nước, khách sạn đầu tiên tôi chọn là của mấy người nhưng kết quả là tôi phải đối mặt với chuyện tồi tệ như vậy. Tôi hiểu rồi, hay là thế này đi, cô cứ nghỉ ngơi ở bên bàn tiếp khách trước, tôi sẽ chuẩn bị một dĩa trái cây để chào mừng rồi lập tức điều phối phòng cho cô được không? Sếp của Thừa Hoan đứng cách đó không xa đã quan sát được toàn bộ cảnh này. Khách hàng cũng lấy điện thoại quay lại để xem lúc nãy khách sạn còn nói là không có phòng thì Thừa Hoan có thể làm cách nào để điều phối. Sau đó Thừa Hoan đến chỗ Lễ Tân hỏi thì mới biết khách sạn đang tổ chức một buổi hội nghị. Đó có thể là lỗi của đồng nghiệp khi đã không sắp xếp phòng đúng thời gian. Cô thấy sếp của mình đứng ở gần đó thì lập tức đưa ra đề nghị. Anh có thể cho tôi mượn phòng thương gia của anh không? Sếp của Thừa Hoan lập tức lấy thẻ phòng của mình ra đưa cho cô. Điều này đã giúp cô có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Sau đó cô đến chỗ khách hàng để thông báo kết quả. Tôi vừa nói chuyện với sếp, anh ấy cũng là người từ nước ngoài về nên có thể thông cảm cho tình trạng của cô và đã quyết định để lại phòng đó cho cô. Điều này sẽ mất chút thời gian nên cô đợi thêm tí để chúng tôi dọn phòng đó cho cô nhé. Không có Thừa Hoan thì khách sạn đã gặp rắc rối to rồi. Khách hàng sau khi nhận được sắp xếp của Thừa Hoan đã để lại một nhận xét cảm ơn cô trên trang chủ của công ty. Điều này làm cấp trên rất hài lòng và liên tục khen ngợi sự nhanh trí của cô. Thừa Hoan muốn cảm ơn sếp Diêu nên đã đặc biệt mời anh uống cà phê. Hai người ngoài mối quan hệ là cấp trên cấp dưới thì còn là anh em không cùng huyết thống. Bà nội của Thừa Hoan đã tái hôn với ông nội của sếp cô Diêu Chí Minh. Mẹ của Thừa Hoan thấy con gái sắp kết hôn nên muốn đến tìm bà nội của cô để xin một ít của hồi môn. Sau đó bà ấy đã thấy bà nội cùng Chí Minh đang uống trà tại đó. Chí Minh nói mình muốn đưa thẻ cho bà để đi khám. Mẹ Thừa Hoan hiểu lầm rằng Chí Minh đang muốn lừa bà nội mua bảo hiểm nên đã lao tới đánh anh. Đợi Thừa Hoan về nhà thì mới phát hiện mẹ mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Nhìn Chí Minh bước ra ngoài với cái mũi bầm tím thì trong lòng cô chợt thấy lo sợ. Diêu tổng, hai người biết nhau hả? Mẹ à, đây là sếp của con. Xin tự giới thiệu, con là Diêu Chí Minh, là cháu nội của bà ấy vừa từ nước ngoài trở về. Thực ra Chí Minh lần này quay về là vì muốn thuyết phục bà nội đồng ý với dự án mới của mình nhưng tình thương của bà ấy lại dành phần lớn cho Thừa Hoan. Chí Minh biết để nhận được sự quan tâm từ bà thì Thừa Hoan là chìa khóa nên đã bắt đầu thân thiết với cô, anh còn hẹn cô sẽ đến thăm bà vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Mẹ Thừa Hoan vẫn chưa từ bỏ ý định gả con gái cho Gia Lượng nên đã bảo chồng đến công ty ông thông gia tặng quà, đợi đến khi bố Thừa Hoan đến đã tình cờ gặp được bố Gia Lượng. Tân tổng, hôm nay ông có hẹn với anh Diêu ạ, ông để lại số điện thoại đi để có gì tôi sắp xếp. Người ông nói là Diêu Chí Minh đúng không? Tôi có quen biết với cậu ấy. Không giấu gì ông, tôi đang làm tài xế cho cậu Diêu đó. Nghe thấy bố Thừa Hoan muốn đưa mình đi gặp Diêu Chí Minh, bố Gia Lượng lập tức đồng ý lên xe ông không chút do dự.
Trên xe, bố Thừa Hoan còn cố tình nói về mối quan hệ của con gái và Chí Minh. Ngoài ra, ông còn tiết lộ hiện tại công ty nhà họ Diêu đang đấu thầu một dự án lớn, bây giờ là thời điểm quan trọng của họ. Gia đình chúng tôi đúng là có quan hệ rất tốt với Diêu tổng. Này bố Thừa Hoan, chuyện của tụi nhỏ cứ để chúng nó giải quyết, người lớn chúng ta tốt nhất không nên can thiệp vào. Hôm sau, mẹ Gia Lượng cố tình đến khu chợ gần nhà để tìm mẹ Thừa Hoan. Đây không phải là mẹ Gia Lượng sao? Mẹ Thừa Hoan đấy à, trùng hợp quá, tôi đang muốn đến thăm nhà bà để học công thức nấu sốt cay, không biết bà có hoan nghênh không? Đương nhiên là hoan nghênh rồi. Mẹ Thừa Hoan đưa bà ta về nhà rồi nhớ lại những điều tồi tệ đã xảy ra vào bữa ăn hôm trước. Mẹ Gia Lượng ngại ngùng nói lời xin lỗi rồi giải thích rằng bà ấy và chồng mình đều rất thích Thừa Hoan. Nghe thấy đối phương muốn tiếp tục hôn lễ của con gái, mẹ Thừa Hoan lập tức vui vẻ trở lại bảo bà ấy cứ ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi và còn nhiệt tình giới thiệu công thức sốt cay. Thật ra mẹ Gia Lượng đến nhà Thừa Hoan hôm nay là có mục đích riêng, biết nhà Thừa Hoan và Diêu Chí Minh có mối quan hệ họ hàng. Gia đình kia muốn lợi dụng chuyện này để đấu thầu dự án thành công của công ty nhà họ Diêu. Sau khi ra ngoài phòng khách, mẹ Gia Lượng trực tiếp đi vào vấn đề nói về cuộc đấu thầu trên. Bà ta nói dối rằng nếu lần này không thành công thì công ty của bố Gia Lượng sẽ mất tất cả, điều đó cũng sẽ gây khó khăn cho vợ chồng Gia Lượng sau này. Mẹ Thừa Hoan không hiểu chuyện kinh doanh nên tỏ ra do dự, mẹ Gia Lượng thấy thế thì liền trao đổi lợi ích. Nếu Thừa Hoan có thể giúp nhà họ thành công đấu thầu thì cậu em trai sẽ được sắp xếp vào làm việc chính thức tại công ty của anh rể mà không cần đi thực tập nữa. Mẹ Thừa Hoan thấy đây là chuyện tốt nên lập tức đồng ý đi gặp Diêu Chí Minh. Trước khi mẹ Gia Lượng rời đi, bà còn cố tình tặng bà ta một hộp sốt cay. Thế nhưng vừa rời khỏi nhà Thừa Hoan, bà ta đã đi bộ đến chỗ thùng rác rồi vứt nó đi với vẻ mặt kinh tởm. Mẹ Thừa Hoan sau đó đã đi gặp Diêu Chí Minh nói về việc đấu thầu. Anh nghe xong thì liền hỏi bà ấy rằng Thừa Hoan có biết chuyện này không? Anh biết cô là người luôn phân biệt rõ ràng chuyện công và chuyện tư nên tỏ ra thắc mắc tại sao lần này cô lại muốn đi đường tắt. Đúng lúc này thì Thừa Hoan quay lại văn phòng, cô nghe đồng nghiệp bảo mẹ mình đến tìm Diêu Chí Minh thì lo lắng vội vã kéo bà ấy ra ngoài, sau đó mẹ cô đã kể cho cô nghe toàn bộ sự việc. Bà ấy đến tìm mẹ thế là mẹ liền đồng ý đến đây mà không nói trước với con sao, con đã làm việc chăm chỉ ở đây 7 năm rồi, mẹ lợi dụng quan hệ như vậy thì công sức của con bấy lâu nay coi như đổ sông đổ bể. Diêu Chí Minh ở bên này nghĩ đây là cơ hội tốt để tận dụng Thừa Hoan làm con cờ. Báo với bên nhân sự để Thừa Hoan làm thư ký của tôi, vụ đấu thầu cũng giao cho cô ấy phụ trách rồi báo cáo riêng cho tôi. Tin tức Thừa Hoan phụ trách việc đấu thầu đã sớm lan đến tai mẹ Gia Lượng và chị gái anh ấy. Cô chị chỉ trích rằng bề ngoài cô tỏ ra như không tham lam gì cả nhưng bên trong lại cố dùng quan hệ để thăng tiến trong công việc, điều này chứng tỏ dã tâm của cô là rất lớn. Nhưng em trai con thích cô ta như vậy thì biết sao bây giờ, bố con đã bảo mẹ đến tìm người ta, mẹ đã dùng em trai Thừa Hoan để đổi lấy điều kiện. Chưa kết hôn đã phải giúp đỡ như vậy rồi, kết hôn xong thì sẽ còn đòi hỏi thêm gì nữa. Em trai cô ta không chừng sau này lại dựa hơi nhà mình mà lấy được con gái nhà giàu, con đã đánh giá thấp cô ta rồi. Chị gái Gia Lượng nghĩ tốt là nên có thỏa thuận trong hôn nhân của hai người, nếu cô đồng ý thì đó là chính trực còn nếu không thì đuôi cáo của cô đã bị lộ ra. Hôm sau Gia Lượng đã đưa Thừa Hoan đi xem nhà tân hôn. Bố anh biết chúng ta sắp kết hôn nên đã chuẩn bị nhà cho chúng ta, nếu em thích nơi này thì chúng ta có thể đến ở ngay rồi sau đó sẽ trang trí nhà theo sở thích của em. Thừa Hoan không muốn nhận sự giúp đỡ từ bố mẹ hai bên vì sợ họ sẽ can thiệp vào cuộc sống hôn nhân sau này, cô muốn tự mua nhà bằng chính nỗ lực của mình. Tuy nhiên giá nhà ở Thượng Hải rất đắt nên Thừa Hoan vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền để mua. Gia Lượng không muốn vì cả hai chưa để dành đủ khiến chất lượng cuộc sống sau hôn nhân của hai người giảm đi nên vẫn hào hứng kéo Thừa Hoan ra ngoài ban công nghĩ về cuộc sống tuyệt vời trong tương lai. Nếu cô không thích ở đây thì anh có thể nhờ bố đổi thành nơi tốt hơn. Anh muốn em giúp công ty trong cuộc đấu thầu sắp tới đúng không? Nếu được như thế thì quá tốt rồi, công ty sẽ thuộc về chúng ta trong tương lai, gia đình với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Xin lỗi anh, em không làm thế được, em cũng không muốn ở căn nhà này đâu. Đồng thời lúc này, em trai Thừa Hoan đang sửa máy in tại công ty thì vô tình nhìn thấy tên của chị gái trên một tờ giấy, đó là thỏa thuận hôn nhân mà chị gái Gia Lượng đã từng nói trước đó. Em trai lập tức kể chuyện này cho chị gái thông qua điện thoại, Thừa Hoan nghe xong thì mất bình tĩnh hỏi Gia Lượng vì sao lại có thỏa thuận này nhưng anh hoàn toàn không biết gì cả. Gia đình anh thật là tốt đó, một bên giúp đỡ em trai tôi được nhận vào làm chính thức, một bên lại mua nhà kết hôn để tôi giúp đỡ chuyện đấu thầu. Bây giờ còn yêu cầu tôi ký cái thỏa thuận ly hôn gì đó nữa, vừa giúp anh trong kinh doanh vừa kìm hãm không cho tôi phát triển. Thừa Hoan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xin Gia Lượng một ngôi nhà, bây giờ gia đình họ còn dùng thủ đoạn này sau lưng khiến cô cảm thấy vô cùng bị xúc phạm. Anh về nói với gia đình mình rằng tôi không cần ngôi nhà này và cũng sẽ không giúp anh trong chuyện đấu thầu. Càng không có khả năng tôi sẽ ký thỏa thuận hôn nhân gì đó, xin đừng đánh đồng hôn nhân với lợi ích nữa. Gia Lượng về nhà thì liền nổi cáu với mẹ và chị gái, anh không hiểu vì sao cuộc hôn nhân của mình lại gặp khó khăn đến như vậy. Sau đó anh nói chuyện này với bố, chị gái anh vẫn không biết hối lỗi mà nghĩ rằng Thừa Hoan giả vờ thanh cao. Hai mẹ con nghĩ cái gì mà đem hôn nhân làm điều kiện cho việc Thừa Hoan giúp mình trong chuyện đấu thầu, thỏa thuận hôn nhân chả khác nào một cái tát vào mặt của Diêu Chí Minh cả. Tôi ở ngoài cả ngày vất vả vì cái nhà này, mấy người đừng có tự tìm thêm rắc rối cho tôi nữa được không? Mẹ Gia Lượng giải thích rằng vì muốn con trai hạnh phúc nên mới làm như vậy thôi nhưng lại bị chồng mắng là thỉnh cận rồi giận dữ đi lên lầu.
Hôm sau ông ấy đã đến gặp Diêu Chí Minh để bày tỏ thành ý của mình, hy vọng có thể thắng thầu thành công vào ngày mai. Sau khi ra ngoài, ông ấy thấy Thừa Hoan nên tiện thể nói lời xin lỗi với cô về thỏa thuận hôn nhân kia, mong cô đừng vì chuyện này mà giận Gia Lượng. Ngày đấu thầu đã tới, bố con Gia Lượng tự tin bước vào mà không bao giờ ngờ được có chuyện tồi tệ sắp xảy ra với họ. Trong quá trình diễn ra, công ty Gia Lượng công bố giá vô cùng thấp làm phía kiểm định thắc mắc, điều đó đã dẫn đến việc bố Gia Lượng bị thất bại. Ông ấy rất bất ngờ khi thấy giá mình đưa ra đã được thay đổi nên lập tức hỏi con trai. Con cũng không biết nữa, nhưng chìa khóa bản thảo con đã đưa Thừa Hoan giữ. Bố Gia Lượng sau đó đã nhắm vào Thừa Hoan, ông ấy công khai mối quan hệ của hai người rồi nói cô đã lợi dụng bạn trai để hạ giá đấu thầu mang lại lợi nhuận cho khách sạn cô đang làm việc. Về phần giá cả, tôi đã đích thân đàm phán với giám đốc phòng kinh doanh, chuyện này không hề liên quan đến Gia Lượng. Sự thật như thế nào chính cô hiểu rõ, tôi thật sự bái phục thủ đoạn của cô. Diêu Chí Minh ở bên cạnh đã đứng ra nói đỡ cho Thừa Hoan, anh chắc chắn mình sẽ điều tra rõ về giao dịch của cô và giám đốc phòng kinh doanh, chuyện này đã khiến cuộc đấu thầu bị hoãn lại. Mọi người định rời đi thì thư ký của bố Gia Lượng lại đứng lên thông báo một chuyện quan trọng. Tôi muốn báo cáo, đã có sự rò rỉ giá thầu nên tôi yêu cầu niêm phong giá lại ngay lập tức. Việc rò rỉ thông tin làm Thừa Hoan trở thành tội phạm đáng nghi nhất, bố Gia Lượng và anh ấy không nghe lời giải thích của cô. Dưới sự chất vấn của Diêu Chí Minh, cô cũng không thể phản bác được điều gì. Tôi là chủ ở đây, bằng chứng quan trọng như vậy xuất hiện, tôi có nên xem xét lại cách làm việc của cô không? Cô nói tôi xem cô như con cờ, vậy thì cô là nhân viên ở đây hay là nhân viên của nơi khác mà lại rò rỉ giá thầu? Vào lúc này, Thừa Hoan mới thật sự nhận ra rằng mình không hề có bạn bè hay người thân tại nơi làm việc. Sau đó Thừa Hoan đã tìm thấy video giám sát được quay tại văn phòng của cô, có người đã lẻn vào trong đó nhưng che mặt rất kỹ nên cô không nhận ra người đó là ai. Thừa Hoan đã sớm có sự nghi ngờ trong lòng nên lập tức đi hỏi đồng nghiệp của mình. Hóa ra cô đồng nghiệp vì ghen tị với thành tích của Thừa Hoan và tham lam nên đã đồng ý làm rò rỉ giá thầu để kiếm lợi rồi vào văn phòng Thừa Hoan làm giả chứng cứ để đổ tội cho cô. Cô đồng nghiệp tự tin nói rằng nếu cô đã không có bằng chứng vậy thì đừng hòng kết tội cô ta, sau đó cô cầm tay cô ta lên rồi nói rằng tôi nhận ra chiếc nhẫn này. Công ty chúng ta có bao nhiêu người đeo nhẫn, dựa vào đâu mà cô chắc chắn đó là tôi? Nếu chiếc nhẫn không phải là bằng chứng đáng tin cậy vậy thì túi cô đang mang thì sao? Hôm đó rõ ràng tôi nhìn thấy cô mang nó theo. Cô nói gì vậy, ngày hôm đó tôi vốn dĩ không mang nó. Đúng vậy, hôm cô vào văn phòng tôi thì đúng là không mang theo nó. Thừa Hoan sau đó đã lấy bút ghi âm đến chỗ làm việc của Diêu Chí Minh, bằng chứng này khiến cô đồng nghiệp không thể nói gì thêm. Để không bị mất việc, cô đồng nghiệp đành phải xin lỗi Thừa Hoan, cô ta còn nói dối là muốn giúp bố bạn trai của Thừa Hoan đấu thầu thắng để giữ thể diện cho cô. Quản lý của cô đồng nghiệp không muốn làm lớn chuyện nên đã thay cô ta xin lỗi cô rồi bảo cô hãy tha thứ cho lần phạm lỗi này. Tôi không thể tha thứ cho người làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác được. Cô ta đã hại cả khách sạn này, nếu ông muốn che giấu hành vi phạm lỗi cho một người như vậy thì khách sạn của chúng ta làm sao có thể khiến người khác tin tưởng trong tương lai, tôi sẽ báo cảnh sát. Đồng nghiệp bắt đầu tỏ ra đáng thương, cô ta nói bề ngoài mình làm việc ở khách sạn cao cấp nhưng thật chất vẫn đang sống ở nhà thuê mất 2 đến 3 tiếng để di chuyển đến nơi làm việc. Cô ta cố tình giả vờ rằng mình là một người sống cùng giới trung lưu với Thừa Hoan. Những người ngoài kia, họ muốn địa vị thì liền có địa vị, dựa vào chức vụ của người thân để thăng tiến, tôi cũng là con người mà. Cũng có hoài bão và ham muốn nên dù là cơ hội nhỏ nhất tôi cũng muốn nắm bắt nó. Tôi muốn ở lại Thượng Hải bằng chính thực lực của mình nhưng chuyện này thật sự rất khó. Thừa Hoan cảm thấy những lời nói trên vô cùng nực cười khi cô ta lấy hoàn cảnh của bản thân ra để ngụy biện cho việc mình đã làm sai. Em trai tôi là một đứa cao to nhưng vẫn ngủ ở ban công. Bố tôi mặc áo sơ mi đi làm đến khi nó chuyển sang màu vàng nhưng vẫn không chịu bỏ đi. Còn mẹ tôi thì cứ quanh quẩn bên bếp lò để chăm sóc cho chúng tôi. Tôi cũng là người muốn kiếm tiền để gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng những đồng tiền tôi kiếm ra đều là trong sạch. Tôi không bao giờ chà đạp bất cứ ai chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân mình như cô. Chuyện này tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Diêu Chí Minh sau đó đã đứng ra giải quyết mọi chuyện. Anh quyết định sẽ sa thải cô đồng nghiệp rồi giao chuyện này cho cảnh sát xử lý. Vì đã bị Diêu Chí Minh coi thường nên Thừa Hoan đã xin chuyển công tác sang một chi nhánh khác. Đó là khu căn hộ cao cấp nên mỗi nhà đều có dịch vụ dọn phòng riêng. Khi vừa đến đây làm việc thì Thừa Hoan đã gặp rắc rối với khách hàng. Chủ sở hữu của phòng 513 đã nộp chậm tiền dịch vụ trong một năm làm Thừa Hoan phải đến tìm cô ấy để giải quyết vấn đề. Sau khi Thừa Hoan chuyển đến chi nhánh khác làm việc, ngày nào cô cũng đi làm trong trạng thái đi sớm về muộn. Mẹ cô nhận ra tâm trạng dạo gần đây của cô bất ổn vì đã rất lâu rồi cô không đưa Gia Lượng về nhà chơi. Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, mẹ cô đã đến thăm biệt thự nhà Gia Lượng, bà ấy còn mang theo thịt hun khói và sốt cay tự làm để tặng cho Thông gia. Mẹ Thừa Hoan muốn nói về hôn nhân giữa hai người nhưng mẹ Gia Lượng lại tỏ ra không quan tâm lắm, bà ấy kể lại chuyện đã xảy ra vào hôm đấu thầu cho mẹ Thừa Hoan nghe. Bà có biết là công ty nhà họ Tân đã tổn thất bao nhiêu vì hành vi của Thừa Hoan không? Chúng tôi đã rộng lượng không truy cứu trách nhiệm cô ta vậy mà bà còn có mặt mũi đến đây nói về hôn lễ nữa hả? Mẹ Thừa Hoan không tin điều đó, bà nghĩ đối phương đang cố tình đổ tội cho con gái mình rồi nói rằng khi sự việc bại lộ rồi thì tất cả là do con gái bà còn nhà bà ta thì không liên quan gì. Mẹ Gia Lượng không nói thêm mà chỉ bảo người làm tiễn mẹ Thừa Hoan về. Bà ấy cuối cùng đã nhìn thấy bộ mặt thật của gia đình này, nếu biết điều đó sớm hơn thì bà đã không giới thiệu với Diêu Chí Minh về công ty nhà họ Tân rồi. Bà còn cố tình nói rằng họ không trúng thầu là đáng bị như vậy.
Gia Lượng ở trong phòng nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng chạy xuống lầu để kiểm tra tình hình, còn mẹ Thừa Hoan thì tức giận dùng lý lẽ để cãi nhau với họ. Con gái tôi siêng năng và vô cùng tự lập chứ không giống như cô cả ngày ở không làm gì cả. Mẹ Thừa Hoan à, con gái tôi đang mang thai nên bà hãy cẩn thận lời nói. Bây giờ mẹ đã thấy bộ mặt thật của nhà họ Mạch chưa? Đó là lý do lúc trước con đã yêu cầu cô ta ký thỏa thuận kết hôn đó. Mẹ Thừa Hoan vô cùng sốc khi nghe điều này, bà không ngờ con gái mình lại bị nhà họ Tân bắt ký kết những thứ vô lý như vậy. Thừa Hoan nhận được cuộc gọi của bố bảo mẹ cô đến nhà Gia Lượng thì lập tức đi đến đó. Cô đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng cãi nhau thì dứt khoát mở cửa đi vào trong. Cô muốn đưa mẹ về nhưng bà ấy lại kéo tay cô lại đòi làm rõ chuyện mà cô đã bị nhà họ Tân bắt nạt. Gia Lượng lúc này chỉ biết trốn sau bức tường và hành động như một con rùa nhút nhát. Thừa Hoan sau đó đã thuyết phục được mẹ cô rời đi. Đúng là mẹ nào con ấy. Thừa Hoan nghe thấy lời nói xúc phạm mẹ mình từ cô ta cuối cùng đã không nhịn được mà đáp trả. Cô nói đây sẽ lần gặp mặt cuối cùng giữa bọn họ. Cô đã ngây thơ khi nghĩ rằng một ngày nào đó bằng nỗ lực của mình cô sẽ khiến họ thay đổi suy nghĩ về địa vị giữa hai gia đình, nhưng điều đó hoàn toàn sai rồi. Mạch Thừa Hoan, tôi là người dễ tính nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để người khác bắt nạt gia đình mình. Xúc phạm tôi thì được nhưng động đến người nhà tôi thì tôi không để yên đâu. Thừa Hoan ở trước mặt mọi người tuyên bố mình chính thức chia tay Tân Gia Lượng, từ đây về sau hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhìn hai mẹ con Thừa Hoan rời đi, Gia Lượng rơi nước mắt không nói gì mà chạy theo họ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Anh sẽ đưa em tới một nơi thật xa để tránh xa gia đình này. Mỗi khi có chuyện xảy ra, Gia Lượng không làm gì cả chỉ biết làm con rùa rụt cổ nói lời xin lỗi. Thừa Hoan quá mệt mỏi vì chuyện này rồi nên lần này cô quyết định sẽ buông tay thật sự. Thế giới của em và anh quá khác biệt, chúng ta chia tay đi. Thừa Hoan dứt khoát rời đi tạm biệt mối tình 3 năm của mình trong màn mưa. Gia Lượng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thừa Hoan, lần này anh đã hoàn toàn mất cô rồi. Bố Thừa Hoan đang chở Diêu Chí Minh về nhà thì nhìn thấy cảnh này, Chí Minh đã đề nghị mình đi taxi về để bố cô lấy xe đón hai mẹ con. Chí Minh đứng ở cách đó không xa nhìn họ rời đi, anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ Thừa Hoan. Cô quay lại nhìn Gia Lượng thì thấy anh đã rời đi chỉ để lại chiếc ô, những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người trước đây bất chợt hiện ra trong đầu cô. Họ đã yêu nhau đến thế nhưng cuối cùng vẫn không đến được với nhau vì khoảng cách giàu nghèo. Những ngày tiếp theo, Thừa Hoan rơi vào trạng thái tan vỡ sau chia tay nên không buồn ăn uống, cô luôn ở trạng thái lơ lửng nên đã vô tình bị bong gân ở chân. Dù vô cùng buồn nhưng cô không tuyệt vọng hay gây rắc rối khắp nơi mà vẫn đi làm như thường lệ. Bố mẹ thương con gái nên đã đến tìm bà cô để bà ấy an ủi cô. Ở trước mặt bà cô cuối cùng cũng buông bỏ lớp vỏ ngoài mạnh mẽ xà vào vòng tay rồi khóc như trẻ con với bà. Con cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ khi lớn lên nhưng cuối cùng con vẫn không làm được. Để cháu gái thoát khỏi sự đau khổ của thất tình, bà đã đề nghị đưa cô đi leo núi vào cuối tuần. Thừa Hoan chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, mang nhiều túi lớn nhỏ để trải nghiệm nơi hoang dã với bà, còn bà thì lên lịch trình sẵn và sắp xếp cháu trai Diêu Chí Minh đến làm tài xế. Có gì đáng buồn đâu, đàn ông tốt trên đời này còn nhiều lắm. Chuyến đi này Diêu Chí Minh đã sắp xếp để họ ngủ tại khách sạn sang trọng thuộc hệ thống quản lý của anh, nhưng Thừa Hoan vừa quan sát thì đã thấy dịch vụ ở đây có vấn đề. Nhìn xem nhân viên lễ tân không chú tâm lắm, dọn dẹp vệ sinh cũng không chú trọng ở các góc. Món ăn nhẹ thì rẻ tiền và cũ kỹ, bảo khách hàng chi ngàn đô để ở lại đây khác gì coi họ đồ ngốc. Thấy Chí Minh cau mày, người quản lý vội chạy đến đó để giải thích rằng nơi này là khách sạn mới mở nên nhân viên đa số là người địa phương. Vấn đề được cô đề cập, ông ấy đã suy nghĩ đến và sẽ cố gắng củng cố nó trong tương lai. Không cần đào tạo lại, cho nghỉ việc hết đi. Thừa Hoan vội vàng lên tiếng nói đỡ cho nhân viên rằng chỉ cần chú ý một chút là sẽ làm tốt được thôi. Tôi đã nhớ những gì cô Mạch nói rồi và sẽ khắc phục nó ngay lập tức. Thừa Hoan, tôi nói cô nghe, cô nghĩ khách sạn mở ra dành cho khách hàng hay nhân viên? Tôi thấy người như anh lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của mình trước cả. Hai đứa đúng là trẻ con mà, nhận phòng thôi mà cũng cãi nhau được nữa. Ba người sau đó đã cùng nhau leo núi vào buổi chiều, Diêu Chí Minh lo lắng công việc nên suốt đường đi cứ dính chặt lấy điện thoại. Sau khi trở về nhà, Thừa Hoan vẫn đi làm như thường lệ thì tình cờ gặp được thư ký của bố Tân Gia Lượng. Hai người là bạn thân thời đại học nhưng chuyện ở buổi đấu thầu trước đó đã làm Thừa Hoan nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Sau vài lời chào đơn giản, cô đã rời khỏi đó để tiếp tục công việc của mình, nhưng 20 phút sau Thừa Hoan lại nhận được cuộc gọi dịch vụ từ căn hộ 416 do cô thư ký sở hữu. Cô vội vàng đến đó nhưng chỉ vừa đến cửa thì đã nhìn thấy cô ta và bố Gia Lượng ôm nhau. Cô sững sờ làm không khí trở nên lúng túng, thế là Thừa Hoan chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy rồi rời đi khỏi đó. Sau sự việc này, ông Tân trở nên mất bình tĩnh với cô thư ký, không biết tại sao cô ta lại cố tình ôm mình ở nơi đông người. Thật ra đó là do cô thư ký cố tình làm vậy để ép ông Tân cho mình danh phận thật sự, một khi chuyện này bị lộ ra ngoài thì Tân Tổng nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô thư ký dỗ ngọt Tân Tổng rằng mình sẽ nói rõ với Thừa Hoan và yêu cầu cô ấy không nói chuyện này ra ngoài. Cuộc trò chuyện của hai người họ đã tình cờ bị Diêu Chí Minh nhìn thấy trong lúc anh đỗ xe. Sau đó cô thư ký đã mời Thừa Hoan đến phòng mình, Thừa Hoan thừa biết rằng mục đích cô ta gọi mình lên là vì muốn cô trở thành con cờ để sử dụng. Loại tiểu tam như cô thư ký dựa vào nhà giàu để thăng cấp bản thân mà không cần dựa vào sức lực của mình, Thừa Hoan hiểu rất rõ. Tôi biết cô đang cố dùng đường tắt để đạt được thứ mình muốn, tôi từng nghĩ rằng dựa vào năng lực của mình, cô có thể ngồi ở vị trí cô mong muốn rất dễ dàng nhưng nào ngờ bây giờ cô lại rẻ mạt như vậy.
Cô thư ký hy vọng Thừa Hoan không nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay, trong khi cô hoàn toàn không quan tâm đến việc vụng trộm của họ. Cô cứ thế ra khỏi cửa thì đồng nghiệp đi đến gửi cho cô một cái phong bì. Trong đó có một cái thẻ ngân hàng, cô biết đây là tiền bịt miệng mà ông Tân gửi đến nên lập tức gọi cho ông ta. Thừa Hoan, cô nhận được thẻ chưa? Cứ sử dụng tiền bên trong nhé. Ông Tân, tiền này tôi không nhận được. Khi ông Tân về nhà đã hỏi con trai có còn liên lạc gì với Thừa Hoan không. Sau khi nghe anh phủ định thì ông lập tức bảo con trai đã chia tay rồi thì xóa tất cả liên hệ đi để tránh việc quay lại. Bố nói đúng đó, dựa vào điều kiện nhà chúng ta muốn tìm một cô gái cho em thì có khó khăn gì. Nhà họ Mạch đó đã không có tiền mà tính khí còn thất thường, chị không muốn một người như vậy vào làm dâu nhà này. Hôm sau ông Tân bàn bạc với khách hàng xong thì trở lại văn phòng, thư ký đã gửi cho ông ấy một tờ giấy chẩn đoán rằng cô ta đang mang thai. Cô ta còn nói rằng mình không muốn gây rắc rối nên sẽ phá bỏ đứa bé đó. Ông Tân đương nhiên là không đồng ý nên đã đưa cô ta đến bệnh viện khám rồi nói rằng mình hy vọng cô thư ký có thể sinh đứa con ra. Ông Tân nói bây giờ cô thư ký đưa ra điều kiện gì ông cũng đồng ý, cô ta lập tức nắm bắt cơ hội nói rằng mình muốn có một gia đình trọn vẹn. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em nhưng em phải biết vị trí của mình ở đâu và đừng có cố đòi hỏi quá đáng. Cô thư ký tức giận đứng dậy đẩy bố ra lượng khiến ông ấy choáng váng rồi ngất xỉu tại chỗ. Cô thư ký hoảng loạn gọi cho bệnh viện, sau đó cầu cứu Thừa Hoan giúp mình vì cô ta không đủ khả năng chi trả viện phí. Nếu cô không biết làm gì thì gọi cho nhà họ Tân chứ gọi cho tôi làm gì. Thừa Hoan không muốn xen vào chuyện của bọn họ nên đã gọi cho Gia Lượng nhưng gọi mãi mà anh không nhấc máy. Cô do dự không biết nên làm thế nào rồi quyết định lấy thẻ ngân hàng hôm trước ông Tân đưa để giải quyết cuộc phẫu thuật của ông ấy trước. Cô vừa đến bệnh viện thì bác sĩ đã bước ra bảo người nhà ký vào giấy đồng ý phẫu thuật vì bệnh nhân đang bị nhồi máu não cấp tính cần phẫu thuật ngay lập tức. Bác sĩ à, ca phẫu thuật này có nguy hiểm không ạ? Bất cứ cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro của nó, vì bệnh nhân đã có tuổi rồi nên tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình chúng tôi thực hiện, mọi người cần chuẩn bị tinh thần trước nhé. Cô thư ký bỏ trốn khỏi đó để lại Thừa Hoan một mình, cô gọi cho Gia Lượng nhưng họ cần ít nhất 30 phút nữa mới đến nơi mà tình huống bây giờ không thể đợi thêm được nữa. Có thể phẫu thuật trước rồi đợi họ đến ký sau không? Không được đâu, phải ký trước đã, tình hình của bệnh nhân rất nguy cấp nên cần phẫu thuật ngay bây giờ. Thừa Hoan không biết làm thế nào nhưng vì tình hình không thể do dự thêm nên cô chấp nhận ký giấy đồng ý cho bác sĩ. Đúng lúc này thì Diêu Chí Minh đi đến ngăn cản cô vì không muốn cô lại chuốc họa vào thân. Nếu đợi đến khi người nhà ông ấy đến thì mọi chuyện sẽ không kịp, tôi không thể nhìn mạng sống của một con người cứ thế mất đi được. Thừa Hoan vừa hoàn thành thủ tục nhập viện thì gặp cô thư ký, cô ta lập tức giải thích rằng lúc nãy là do mình sợ hãi quá nên mới ra ngoài để bình tĩnh lại. Ông Tân đúng là có tầm nhìn đó, không biết vì sao lại tuyển được một cô thư ký ích kỷ như cô. Thừa Hoan à, tôi nghe bác sĩ nói cuộc phẫu thuật này rất nguy hiểm, nếu tôi ký mà có chuyện gì xảy ra thì người nhà họ Tân sẽ tìm tôi rồi sao? Vừa dứt lời thì gia đình Gia Lượng đã đến, biết tin Thừa Hoan đã ký giấy phẫu thuật rồi nên họ vội vàng chạy vào trong để xem tình hình. Cô thư ký nói nhỏ với Thừa Hoan rằng ông Tân nhất định sẽ ghi nhớ lòng tốt của cô rồi yêu cầu cô giữ bí mật chuyện này. Đồ vô liêm sỉ dám quyến rũ bố tôi, đừng mơ mộng trèo cao nữa, tôi sẽ kiểm tra mọi giao dịch giữa bố tôi và cô, cứ chờ bị kiện đi là vừa. Cô thư ký vẫn cố cãi với chị gái Gia Lượng rằng cô cả ngày chỉ biết đến tiền, là con gái ruột mà không quan tâm đến chuyện bố mình nằm trong phòng mổ mà lại ở đây chỉ trích người khác. Cô chị gái tức giận muốn tẩn cho cô ta một trận ngay tại đó. Tôi nói cho cô biết tôi đang mang thai đứa con của bố cô đó. Lời nói vừa rồi làm mọi người vô cùng choáng váng, cô thư ký vội vàng trốn sau lưng Thừa Hoan khiến chị gái Gia Lượng nghĩ rằng hai người họ là cùng một phe. Cô ta muốn trả thù cho gia đình nên lấy thứ gì đó trong túi ra ném vào mặt Thừa Hoan. Diêu Chí Minh ở bên cạnh thấy thế thì lập tức bảo vệ cô còn cô thư ký thì nhân cơ hội này bỏ trốn khỏi đó. Tân Gia Lệ, cô nên tìm hiểu cho rõ mọi chuyện, là Mạch Thừa Hoan ký giấy phẫu thuật cho bố cô đó. Tân Gia Lệ, lý do tôi đến đây là vì lần trước tôi đã thấy bố cô và thư ký vụng trộm với nhau. Đây là số tiền mà ông ta đem ra để bịt miệng tôi nên tôi đến là để trả lại tiền chứ không phải để nghe cô sỉ nhục. Gia đình cô sau này đừng có cố tìm tôi nữa. Cuộc phẫu thuật của ông Tân đã thành công. Việc đầu tiên ông làm sau khi tỉnh dậy là gọi cho Thừa Hoan để gửi lời cảm ơn đến cô vì đã cứu mạng ông ấy. Bố Gia Lượng còn gửi lời xin lỗi vì những chuyện trước kia rồi đề nghị sẽ gửi cho cô một bao lì xì đỏ xem như lòng biết ơn. Tuy nhiên Thừa Hoan đã từ chối điều đó rồi nói rằng mình và Gia Lượng đã chia tay nên không thể nhận nó được. Nói xong thì cô cúp máy rồi tiếp tục công việc của mình. Ông ấy vô cùng thất vọng với hai đứa con trước mặt, một người chỉ biết chơi game, người còn lại thì chỉ biết chỉ trích người khác. Cả hai không ai có lòng nhân hậu và nhanh nhẹn xử lý vấn đề như Thừa Hoan. Hai chị em sau đó đã về nhà, họ sợ bố mẹ ly hôn nên đã rất lo lắng. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì có thể bố mẹ sẽ phải chia tài sản với nhau. Cả hai không biết gia đình hiện tại đang có tổng cộng bao nhiêu tiền và tình hình công ty như thế nào. Chị gái nghĩ cách duy nhất có thể giúp họ lúc này là để Gia Lượng và Thừa Hoan kết hôn vì cô là ân nhân cứu mạng của ông ấy. Bố rất coi trọng việc kinh doanh nên nếu Gia Lượng làm việc chăm chỉ thì ông có thể sẽ để anh thừa kế công ty này chứ không phải đứa con sắp ra đời. Hôm sau Gia Lượng đã chi tiền để mua thời gian làm việc của Thừa Hoan rồi nói chuyện với cô ở hầm giữ xe. Anh biết mức lương hiện tại của Thừa Hoan không cao nên đã lợi dụng mối quan hệ của bố để đề nghị giới thiệu cho cô một công việc quản lý ở một khách sạn khác với mức lương cao hơn.
Chuyện này có thể sẽ giúp đỡ Thừa Hoan rất nhiều vì hiện tại nhà cô đang bị rò rỉ nước mỗi khi trời mưa nên cần tiền để cải tạo lại. Tuy nhiên Thừa Hoan vẫn từ chối cám dỗ này vì cô muốn kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình. Chiều hôm đó Thừa Hoan đi bàn công việc với khách hàng thì vô tình nhìn thấy một chàng trai giao hàng bị ngã trên đường, nhưng khi nhìn kỹ lại thì cô thấy người đó rất giống em trai mình. Thế là Thừa Hoan đã đi theo cậu ấy rồi mới phát hiện rằng đó đúng là em trai cô. Từ một luật sư đang làm việc tại công ty nay phải đi giao hàng và còn đang kính cẩn xin lỗi khách vì đã đến trễ, điều đó làm Thừa Hoan đau lòng không thể tả nổi. Để gia đình không lo lắng, em trai cô khi về nhà sẽ thay lại tây trang rồi nói với chị gái rằng mình có thể xử lý một vụ kiện tụng vào cuối tháng và tiền thưởng của nó lên đến 10.000 nhân dân tệ. Thừa Hoan không nói gì mà kéo tay áo của em trai lên nhìn vết thương ở đó, cô không kìm được nước mắt rồi ôm em trai vào lòng. Sau đó cô xử lý vết thương cho em trai rồi hối hận vì mình đã kiêu căng không chấp nhận việc gia lượng đã giới thiệu. Nếu có thể tìm được công việc lương cao hơn thì gia đình cô đã không phải vất vả như vậy nữa. Bên này chị gái gia lượng biết em trai mình không thành công trong việc làm hòa với Thừa Hoan nên lớn tiếng mắng chửi rằng lần này không được thì thử thêm vài lần nữa. Nếu gia lượng không thể kết hôn với Thừa Hoan thì e là bố sẽ bỏ mặc gia đình này mất. Chị gái bảo gia lượng liên hệ với Thừa Hoan lần nữa nhưng anh đã quá mệt mỏi với điều này nên đưa điện thoại cho chị gái, muốn làm gì thì cứ làm. Sau đó chị gái đã dùng danh tính của Gia Lượng để liên hệ xin lỗi mẹ Thừa Hoan rồi mời bà ra ngoài xem nhà cưới của hai người họ. Khi đến nơi bà không có thái độ tốt với cô ta, nhưng chị gái cứ liên tục xin lỗi nói rằng trước đây là do cô ta ngu dốt, còn bây giờ thì cả nhà họ đều mong muốn Gia Lượng và Thừa Hoan có thể kết hôn với nhau. Mẹ Thừa Hoan vẫn mong muốn con gái mình được gả vào nhà giàu có nên tha thứ cho việc trước đó rồi nói cô ta bảo Gia Lượng nhanh chóng chuẩn bị cho hôn nhân đi. Gia Lượng ở nhà thật sự không biết chị gái mình có mặt mũi hay không mà lại cứ cố làm hòa với nhà Thừa Hoan sau những việc cô ta đã gây ra, nhưng cô chị bây giờ chỉ quan tâm đến tài sản. Nếu việc Gia Lượng kết hôn có thể giúp cái nhà đứng vững vị trí trong lòng bố thì cô ta sẽ bất chấp để thực hiện nó. Thừa Hoan sau đó đã nhận được cuộc gọi từ mẹ, bà ấy nói có người quen mời đi ăn trưa tại khách sạn cô đang làm việc nên tiện thể bảo cô đến ăn cùng. Khi Thừa Hoan đến, mẹ vội vàng bảo cô ăn mặc xinh đẹp vì cứ mặc trang phục đi làm thì không tôn trọng người ta lắm, cô không nghi ngờ gì mà cứ thay nó ra. Sau đó Thừa Hoan đã từ từ phát hiện mẹ cô có điều gì đó rất khác lạ. Cô hỏi bà ấy rằng có phải mẹ đang giấu con điều gì đó đúng không? Bà trả lời rằng tất cả những gì mẹ làm đều là vì tốt cho con, vì hạnh phúc của con thôi. Sau đó bà bảo người phục vụ mở cửa rồi đẩy con gái vào. Chào mừng cô dâu hôm nay của chúng ta, Mạch Thừa Hoan. Thừa Hoan là nhân vật chính của buổi tiệc nhưng cô lại là người cuối cùng biết chuyện. Tuy nhiên điều này không khiến cô vui mà lại cảm thấy nó như một cơn ác mộng. Anh muốn đính hôn với tôi để làm hài lòng bố anh đúng không? Anh xem tôi là kẻ ngốc à? Đến lúc này mẹ Thừa Hoan mới nhận ra gia đình này chỉ muốn lợi dụng con gái của bà, nhưng vì khách mời đã xuất hiện đông đủ nên bà chỉ có thể thôi thúc con gái nhanh chóng lên sân khấu. Thừa Hoan không từ chối mà đồng ý cùng Gia Lượng bước lên đó. Cô cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây rồi tuyên bố rằng mình và Gia Lượng đã chia tay. Cô chân thành gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền đến khách mời rồi rời đi. Mẹ Thừa Hoan thấy thế thì vội vàng chạy lên đó nói rằng hai người chỉ đang cãi nhau thôi chứ không có chuyện chia tay. Gia Lượng đã vì con làm biết bao nhiêu việc rồi, con còn muốn cái gì nữa? Anh ấy nói yêu con mà giấu con việc mình là con nhà giàu, anh ấy nói yêu con mà lại phân vân giữa việc chọn con và gia đình. Anh ta muốn làm hòa với con chỉ vì muốn bố anh ta hài lòng thôi, mẹ không hiểu sao. Mẹ Thừa Hoan an ủi con gái còn Gia Lượng thì lặng lẽ rời đi khỏi đó, dù cô đã sắp sụp đổ rồi nhưng mẹ vẫn cứ cố chấp trong việc này. Mạch Thừa Hoan, hôm nay con dám rời đi thì đừng gọi ta là mẹ nữa. Thừa Hoan không ngừng rơi nước mắt, cô cố hết sức để kiềm chế cảm xúc. Mẹ luôn xem con như một con rối ngoan ngoãn thực hiện theo mong muốn của mình khi còn trẻ. Con nói cho mẹ biết Mạch Thừa Hoan, con không muốn là con rối của bất cứ ai nữa. Mẹ cô vuốt vào má cô một cái, Thừa Hoan không kiềm chế nữa bứt chiếc vòng cổ của mẹ tặng ra rồi rời khỏi đó. Sau khi cô rời đi, mọi người xung quanh bắt đầu chế nhạo. Bố Thừa Hoan bước tới chỗ ông Tân nói rằng tuy họ nghèo nhưng con gái họ luôn là người chính trực nên ông hy vọng sau này gia đình nhà họ Tân sẽ không đến làm phiền Thừa Hoan nữa. Tính cách khiêm nhường và chính trực của Thừa Hoan đã làm Diêu Chí Minh rung động, đó là lý do gần đây anh rất hay tìm cơ hội để đến gần cô. Trước khi cô tan làm, anh cầm hoa hướng dương đến tìm cô định mời cô đi ăn tối nhưng lại không thể mở miệng nói gì. Sau khi nói vài lời bình luận về trang phục của hai người họ, Thừa Hoan rời đi trong khi Chí Minh vẫn chưa có cơ hội đưa ra lời mời. Vì cô không thích ăn mặc trang trọng nên Chí Minh đã thay áo thun giả vờ vô tình gặp được cô ở quán ăn, anh và trợ lý của mình không biết xấu hổ mà tự nhiên ngồi cùng bàn với Thừa Hoan. Anh trợ lý rất thích cô bạn thân của Thừa Hoan nên xin thông tin liên lạc nhưng em trai của Thừa Hoan đã nhanh tay đưa điện thoại mình ra rồi nói điện thoại cô ấy hết pin rồi. Sau bữa ăn Chí Minh đưa Thừa Hoan về nhà, anh còn thông báo cho cô một tin vui rằng khách sạn sắp tới mở rộng nên sẽ gia tăng đội ngũ quản lý trong thời gian tới và Thừa Hoan là một trong những ứng cử viên sáng giá. Đợi đã Diêu Chí Minh, tôi thấy có gì đó kỳ lạ lắm, dù bà nội bảo anh chăm sóc tôi nhiều hơn nhưng anh vừa bỏ công sức vừa bỏ tiền bạc vì tôi, hình như anh muốn lợi dụng nhà tôi cái gì đúng không? Kể từ khi cãi nhau với mẹ ở buổi đính hôn, Thừa Hoan đã rời khỏi nhà rồi chuyển đến viện dưỡng lão ở cùng bà nội quyết định cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Mẹ cô ở nhà suốt ngày cứ buồn rầu vì Thừa Hoan đã lâu không về, bà ấy muốn đến tìm cô nhưng không dám nên chỉ đành bảo bố đem bánh bao đến cho cô.
Mẹ ở nhà sao rồi? Hai người cứ im lặng trong khi luôn nhớ về nhau làm bố đau đầu quá. Cô biết việc mình chuyển đi sẽ làm bố mẹ phiền lòng, nhưng nếu không làm vậy thì mẹ cô mãi mãi cũng không nhận ra được vấn đề. Chiều hôm đó cô đến nhà bạn thân vì cô ấy nói chồng cũ đã đến tìm. Anh ta biết vợ cũ đã mở một cửa hàng trang sức mới nên cáo buộc cô đạo tác phẩm của mình. Cô bạn thân vô cùng tức giận, chồng cũ của cô có rất nhiều người hâm mộ, nhưng lúc hai người còn ở bên nhau, chính cô mới là người đã thiết kế giúp rồi bán dưới danh tính của anh ta. Bây giờ anh ta còn vô liêm sỉ đến mức gửi đơn tố cáo cho luật sư. Cô bạn thân sau đó đã quyết định tìm em trai Thừa Hoan làm luật sư cho mình, còn Thừa Hoan thì nỗ lực giúp cô ấy xây dựng một thương hiệu độc lập. Cô lên kế hoạch vào buổi tối rồi hôm sau nói cho Chí Minh biết suy nghĩ của mình. Anh đã đề xuất rằng có thể dùng trang sức của cô bạn thân để làm quà lưu niệm cho khách sạn giới thượng lưu. Liệu có được không khi thương hiệu này đến từ nhà thiết kế mới như cô ấy? Không phải cô vẫn còn có tôi sao? Ý anh là tôi có thể sử dụng cửa sau hả? Nếu đó là thiết kế đẹp thì mọi người sẽ nhanh chóng chấp nhận nó thôi. Thừa Hoan nghe xong thì vui vẻ rời đi khỏi đó. Lúc này ở viện dưỡng lão, một người quản lý cấp cao đã đến tìm bà nội anh. Cô ta đưa cho bà ấy xem chiến lược mới về việc hợp tác giữa mình và Chí Minh trong việc thu mua lại. Bà biết Chí Minh có suy nghĩ đến điều này nhưng lại không ngờ rằng cháu trai mình có ý định hợp tác với cô ta. Chí Minh đến thăm bà thì tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện nên lập tức mời cô ta ra ngoài. Cô ta cảnh cáo rằng Chí Minh đã tiếp cận bà được vài tháng rồi nhưng vẫn chưa thuyết phục được bà trong việc thu mua nên kế hoạch đã hoàn toàn bị rối tung. Chỉ là một bà lão mà cháu trai không dỗ dành được sao? Nếu hôm nay tôi không đến thì tôi sẽ không biết rằng bà ấy thậm chí còn chưa đọc được bản kế hoạch. Cô ta bảo Chí Minh nên hành động nhanh chóng vì thương trường vốn không đợi ai, đợi đến khi anh quay lại phòng của bà nội thì mới phát hiện bà ấy đã ngất trong nhà vệ sinh. Diêu Chí Minh đưa bà vào bệnh viện ngay lập tức và may mắn rằng tình hình của bà không có gì nghiêm trọng, chỉ là do bệnh suy tim tái phát. Sau khi tỉnh dậy, bà ấy đã hỏi Chí Minh rằng việc thu mua có thật hay không. Chí Minh thừa nhận mọi chuyện với bà nội rằng lần này anh trở về Trung Quốc chính là vì lý do này. Nếu bà không đồng ý thì sao? Con nghĩ nếu điều này phải đánh đổi bằng sức khỏe của bà thì con sẽ bỏ cuộc vì nó không đáng. Bà nghe Chí Minh nói xong thì mỉm cười. Lúc bà ngất đi, Chí Minh thật sự đã rất sợ hãi nên hiện tại anh chỉ mong bà khỏe mạnh, những chuyện khác không quan trọng nữa. Thừa Hoan nghe tin thì lập tức chạy đến bệnh viện. Cô đứng ở dưới lầu đợi bố mẹ tới. Mẹ con lâu ngày gặp lại có chút ngượng ngùng không nói chuyện với nhau. Bà thấy con gái đi lại có chút khó khăn, tuy lo lắng nhưng lại xấu hổ không dám hỏi, chỉ đành bảo bố cô hỏi giúp. Bà nội gặp cả nhà thì liền hỏi về ngôi nhà đang có sự cố ngập nước của họ, vì mẹ Thừa Hoan hôm trước giận con gái nên đã đuổi đội sửa chữa được cô mời đến. Nhà bây giờ càng ngày càng có vấn đề, mẹ trách móc rằng gia đình hiện tại không hoàn chỉnh nữa khi đứa con gái bà nuôi 30 năm muốn cắt đứt quan hệ với bà. Thừa Hoan nói với em trai ngày mai sẽ đi tìm một ngôi nhà thuê ngắn hạn cho cả gia đình nhưng mẹ cô lại kiêu ngạo nói rằng mình không cần. Mặc dù bà luôn nói với các con rằng đừng dựa dẫm với người khác nhưng trong tình trạng này thì bà phải giúp thôi, bà có một ngôi nhà cũ ở Thượng Hải có thể cho nhà Thừa Hoan ở tạm. Bà đã mở lời nên bố Thừa Hoan không từ chối nữa, còn Thừa Hoan thì lại không đồng ý đến ở cùng họ. Bà nội sau đó đã bảo cô rằng nếu cô không ở cùng thì hãy đưa cả nhà đi xem nhà đi. Buổi chiều bốn người đã tìm theo địa chỉ đến nhà cũ của bà nội, tuy nhiên quang cảnh trước mặt đã làm họ choáng ngợp. Bà nội nói đó là nhà cũ nhưng thật chất lại vô cùng lớn và tráng lệ. Mẹ Thừa Hoan vô cùng phấn khích khi bước vào rồi nói rằng đời mình chưa từng được sống ở một ngôi nhà như vậy bao giờ. Cô nói với mẹ rằng đây chỉ là nhà của bà nội thôi nên mẹ đừng hành động thái quá. Nói xong cô đưa chìa khóa cho bố rồi quay về bệnh viện chăm sóc cho bà. Hóa ra ngôi nhà đó là nhà cưới của bà và ông nội Chí Minh, có rất nhiều chuyện buồn đã xảy ra ở đó nên bà không tiện nhắc tới. Thừa Hoan cảm thấy xấu hổ nên chuyển ngay tiền thuê nhà cho bà rồi nói rằng sau khi nhà được sửa xong thì gia đình cô sẽ chuyển về. Bà mong cô đừng quá tự cao trước mặt gia đình mình vì ý nghĩa của người nhà là chia sẻ khó khăn với nhau. Đời người chúng ta cần chia sẻ sức mạnh, nếu không thì người với người sẽ tiến gần hơn với nhau bằng cách nào đây? Tự lập quan trọng nhưng nếu như con kiệt sức thì quay lại vẫn có gia đình mình. Hôm sau Chí Minh đến thăm bà thì mới biết bà đã đọc xong bản kế hoạch của người quản lý cấp cao. Điều duy nhất bà không hài lòng là công ty thu mua nên giữ lại tên tuổi và tất cả nhân viên vì họ giống như gia đình của bà. Con sẽ cố gắng để giữ lại tất cả nhân viên. Vào ngày xuất viện, bà nội mặc sườn xám cầm hoa nhảy múa trong phòng chờ gia đình đến đón mình, nào ngờ sau đó căn bệnh quái ác kia lại tái phát. Đến khi Thừa Hoan cầm quà đến phòng bệnh thì bác sĩ đã phủ khăn trắng lên người bà, dù đã đấu tranh mạnh mẽ nhưng bà vẫn không qua khỏi. Thừa Hoan rơi nước mắt không ngừng vì cô đã không có cơ hội gặp bà lần cuối. Cô biết khi bà còn sống bà thích nhất là lúc cô cười nên cố kìm nước mắt lại vì không muốn không khí trở nên buồn bã. Thì ra bà nội đã quay video nói những lời cuối cùng của mình từ lâu rồi, người bà lo nhất sau khi mất chính là Chí Minh. Bà đưa con đến nhà họ Mạch xem như con là người thân của họ, vì vậy đừng suốt ngày như mèo hoang đi lạc đau lòng khi không còn người thân nữa. Sau khi bà mất, mọi người đều vô cùng đau buồn, Thừa Hoan là người không thể chấp nhận chuyện này nhất. Đêm đó cô đã mơ thấy bà mặc sườn xám màu hồng do Chí Minh tặng rồi nói lời tạm biệt với cô. Vài ngày sau, luật sư đã xuất hiện công bố bản di chúc do bà nội chuẩn bị trước khi mất trước mặt Thừa Hoan và Chí Minh. Tất cả trang sức đá quý do bà nắm giữ sẽ thuộc về cô Mạch Thừa Hoan, nhà vườn và bất động sản sẽ được bàn giao cho anh Diêu Chí Minh.
Tập đoàn khách sạn được xây dựng năm 1930 do bà độc quyền nắm giữ, hiện tại sẽ do công ty luật thay mặt giữ nó. Sau 10 năm nữa thì quyền tài sản sẽ được sang tên cho cô Mạch Thừa Hoan, tất cả quyền quản lý đều do cô điều hành. Quyết định của bà nội khiến cả nhà vô cùng bất ngờ, khách sạn mà đáng ra phải thuộc về Chí Minh nay bà lại đưa quyền quản lý cho Thừa Hoan làm anh vô cùng kinh ngạc. Chí Minh suy nghĩ rất lâu khi về nhà, anh nhớ lại lời bà từng nói với mình khi còn sống. Bà nghĩ làm người cũng giống như nấu ăn, nếu con cứ tập trung vào kết quả mà nấu vội nấu vàng thì đồ ăn sẽ chín ngoài sống trong đó. Diêu Chí Minh biết bà muốn anh học hỏi Thừa Hoan trong cách làm người, vì Chí Minh là người luôn đặt tâm trí vào lợi ích nên bà muốn anh học tính kiên nhẫn của Thừa Hoan. Ta nhất định phải lấy lại khách sạn từ tay Mạch Thừa Hoan. Ngay sau đó thông báo phá rỡ ngõ nhà Thừa Hoan đã được dán quanh khu của họ, tiền bồi thường phá rỡ chỉ có 2 triệu, không đủ để họ mua một căn nhà ổn định trong thành phố. Bố Thừa Hoan muốn mua một ngôi nhà ở vùng ngoại ô giá rẻ, ít nhất họ cũng có nơi để che nắng che mưa, tuy nhiên mẹ cô lại không thích điều đó. Bà nghĩ Thừa Hoan bây giờ đã giàu có rồi, cộng với tiền phá rỡ thì gia đình họ nhất định sẽ mua được một ngôi nhà đẹp ở vị trí tốt. Mẹ Thừa Hoan nghĩ Diêu Chí Minh rất đáng thương, dù giàu có nhưng khi về nhà lại không có ai nói chuyện cùng nên muốn cả nhà sống cùng nhau. Đến khi hàng xóm bên cạnh đến hỏi mẹ Thừa Hoan định tính toán thế nào thì bà ấy lập tức kiêu ngạo cố tình để hàng xóm thấy dây chuyền trên cổ rồi nói rằng gia đình mình đã sớm tìm được nhà rồi. Diêu Chí Minh đang tập thể dục cùng trợ lý, anh trợ lý nghĩ chuyện nhà Thừa Hoan bị phá rỡ lúc này là một cơ hội tốt để Diêu Chí Minh đưa ra điều kiện. Anh có thể đổi nhà cũ của bà nội để lấy khách sạn của Thừa Hoan, điều đó chẳng phải sẽ giải quyết được nhu cầu cấp thiết của hai bên sao? Thừa Hoan sau khi nhận được phần thừa kế của bà nội vẫn chưa hết bất ngờ, cô chưa bao giờ biết rằng chủ nhân thật sự đằng sau khách sạn lại là bà nội. Sau đó cô đã đến thăm văn phòng làm việc của bà, khi còn trẻ bà ấy vốn chỉ là một cô gái lạc quan vừa học vừa làm rồi từng bước dẫn dắt mọi người có được khách sạn như ngày hôm nay. Thừa Hoan biết bà không chỉ để lại cho cô tài sản mà đây còn là giá trị thực sự của cuộc sống của bà trao cho cô. Sau đó Diêu Chí Minh đã chủ động tìm cô muốn trao đổi tài sản, anh thừa nhận việc hoạt động của khách sạn vốn đã có vấn đề từ lâu rồi. Hiện tại doanh thu của khách sạn không còn nhiều như trước, bà nội bản tính vốn thương người nên không đuổi việc bất kỳ ai cả, chính việc đó đã đẩy chi phí vận hành của khách sạn lên rất cao. Tôi không nghi ngờ khả năng của cô nhưng cô là người giống bà nên e rằng khách sạn không thể phát triển trong tương lai được. Thừa Hoan biết Chí Minh nói rất có lý nhưng bà nội vẫn yên tâm để lại khách sạn cho cô, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Khi công bố di chúc bà còn để lại cho Chí Minh một lá thư viết tay, nhưng vì hôm đó anh tức giận rời đi trước nên mới không kịp lấy nó. Trong thư bà nói việc bà cho cô thừa kế khách sạn là vì sự siêng năng và cách làm việc của cô. Cuộc sống này luôn nợ chúng ta rất nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân, Chí Minh sống ở nước ngoài từ nhỏ nên anh luôn thiếu tình thương từ gia đình. Đó là lý do vì sao anh luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh và đặt lợi ích lên hàng đầu. Bà yên tâm giao lại khách sạn cho Thừa Hoan là vì lý do đó, còn việc để lại ngôi nhà cũ cho con là vì muốn bù đắp cho sự cô đơn năm xưa con đã phải chịu đựng. Sau khi tạm biệt Chí Minh, Thừa Hoan đã quay lại văn phòng để xem lại sổ sách khách sạn mấy năm qua. Quả thật lời nói của Chí Minh rất đúng, cô sắp phải đối mặt với một vấn đề lớn trong việc vận hành khách sạn. Mẹ Thừa Hoan hiện tại đã coi bản thân như bà chủ ở nhà Chí Minh, bà rất hay tụ tập ăn chơi nhảy múa trong nhà như thể mình là chủ nhân ở đây. Cảm ơn bà đã tài trợ cho tụi con một ngôi nhà lớn như vậy, bà ở trên thiên đường nhớ mạnh khỏe và phù hộ cho Hoan Hoan sớm phát tài nhé. Mẹ Thừa Hoan sau đó hào hứng kể cho họ hàng và bạn bè về việc con gái đã được thừa kế tài sản từ bà nội. Bà cảm thấy Thừa Hoan bây giờ không khác gì bà chủ lớn ở Thượng Hải. Vì thân phận đã thay đổi nên bà ấy lập tức đưa chồng mình đến khách sạn của con gái để kiểm tra về dịch vụ ăn uống ở đây. Nào ngờ ăn xong bà lại cảm thấy món sườn xào chua ngọt quá ngọt, thế là bà lập tức bảo bếp trưởng đến chỉ trích cách nấu ăn của anh ấy có vấn đề. Bếp trưởng vô cùng tức giận vì anh đã có nhiều năm hoạt động trong nghề, món ăn này lại là hương vị đích thực của Thượng Hải thì làm sao lại có vấn đề được. Cậu phải biết làm món ăn tùy theo đối tượng chứ, nếu người lớn tuổi thì đừng cho nhiều đường quá, còn nếu là thanh thiếu niên thì mới cho nhiều đường vì họ thích ngọt. Áp dụng cách này của tôi thì việc kinh doanh mới thành công được. May mắn là Thừa Hoan đã đến nơi kịp thời, sau khi tìm hiểu vấn đề cô vội vàng giải thích. Đầu bếp Lý à hiểu lầm thôi, mẹ tôi có ý tốt nên góp ý với anh chứ không có gì ác ý đâu ạ. Kể từ khi thừa kế khách sạn từ bà nội, Thừa Hoan gặp áp lực rất lớn trong việc vận hành nó. Đúng vào lúc này một vận may lớn đã tìm đến cô. Cô Trần là người từng thuê căn hộ cao cấp ở đây. Cô ấy có một nhóm người cao tuổi đang tìm khách sạn để nghỉ chân nên muốn giới thiệu với Thừa Hoan. Họ đều là những vị khách có tài sản rất lớn. Để phục vụ tốt những vị khách này, Thừa Hoan thức khuya để lập kế hoạch đón tiếp chi tiết. Mặc dù không được đầy đủ như đã chuẩn bị từ trước nhưng nó xem như vẫn khá ổn. Đột nhiên sau đó bộ phận an toàn thực phẩm lại ghé sang khách sạn của Thừa Hoan để kiểm tra. Đã có người gửi khiếu nại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của khách sạn. Bộ phận bếp ngay lập tức bị đình chỉ hoạt động để tiến hành kiểm tra, nhóm khách hàng thượng lưu cũng yêu cầu hoàn tiền và trả lại phòng vì sự cố trên. Khi các món ăn được đưa đi kiểm tra, quản lý thấy điều này không đúng lắm vì khách sạn luôn nghiêm ngặt trong việc nấu ăn, họ nhập hàng từ sáng sớm và không bao giờ dùng lại đồ ăn thừa. Thừa Hoan chạy đến khách sạn để trấn an khách hàng nhưng họ vẫn dứt khoát rời đi, cô Trần là người giới thiệu cũng mất bình tĩnh liền gọi cho Thừa Hoan để chỉ trích. Khách sạn của bà nội xưa nay làm ăn tốt như vậy là dựa vào khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới, vậy nên sự việc lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh. Một lúc sau quản lý đã nhận được cuộc gọi từ bộ phận kiểm tra, kết quả giám định cho thấy đồ ăn của khách sạn không có vấn đề gì.
Chú nhanh chóng báo bộ phận công chúng viết bài đính chính giúp con nhé. Dù vấn đề kiểm định đã được giải quyết nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Một vị khách bị ngộ độc thực phẩm đã quay video về báo cáo xét nghiệm của bệnh viện. Anh ta bị ngộ độc từ thức ăn của khách sạn nhưng lại không nhận được tiền bồi thường. Thừa Hoan cuối cùng cũng nhận ra đây không phải là tai nạn mà là do có ai đó cố tình nhắm tới khách sạn. Cô muốn tìm ra người đó là ai rồi yêu cầu kẻ đó quay video làm rõ, chỉ khi như vậy thì mới loại bỏ được những ý kiến tiêu cực trên mạng. Chiều hôm đó, Chí Minh đã đến văn phòng làm việc của Thừa Hoan, anh muốn cùng cô điều tra vấn đề này. Cô ban đầu không tin tưởng anh lắm và còn cho rằng chuyện này là do Chí Minh cố tình làm ra khiến khách sạn mất uy tín. Chí Minh lập tức phủ nhận khách sạn là do bà nội anh cả đời xây dựng nên anh sẽ không bao giờ sử dụng thủ đoạn hèn hạ để chiếm lấy nó. Quản lý bên cạnh cũng nói giúp Chí Minh, cuối cùng Thừa Hoan đã đồng ý để anh tham gia cùng, họ lao vào làm việc cả một đêm. Chí Minh nhận được số điện thoại của người bị ngộ độc thì Thừa Hoan lập tức gọi đến vừa giới thiệu bản thân thì đối phương đã cúp máy, sau đó cô đã nghĩ ra một cách đó là trao đổi bằng tiền mặt. Tôi sẽ bồi thường và xin lỗi, anh chấp nhận đến chứ? Quả nhiên sau đó đối phương đã đồng ý, Thừa Hoan nhanh chóng đến điểm hẹn, ở đây em trai và bạn thân cô đã đến đó ngồi trước xem xét tình hình. Cô quan tâm đến sức khỏe của nạn nhân trước tiên rồi bàn bạc về việc bồi thường. Sau khi đọc báo cáo từ bệnh viện, Thừa Hoan rất nhanh đã tìm ra vấn đề. Để đi từ khách sạn đến phòng khám này nhanh nhất phải mất 40 phút nhưng nạn nhân lại có thể đến đó chỉ trong vòng 30 phút và thực hiện tất cả kiểm tra trong thời gian ngắn. Điều đó vốn dĩ là không thể nào. Nạn nhân biết mình đã bị phơi bày nên lập tức nói không truy cứu nữa. Nào ngờ sau đó em trai Thừa Hoan đã đi đến rồi ngồi bên cạnh anh ta. Theo luật Thừa Hoan hoàn toàn có thể kiện anh ta tội lừa đảo. Nạn nhân sợ hãi muốn trốn đi nhưng đã bị bạn thân Thừa Hoan đứng phía sau chặn lại. Ai là kẻ đã xúi anh làm chuyện này? Nếu anh không chịu khai ra thì chúng tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Cuối cùng hắn ta đã chịu nhận tội và đăng video xin lỗi. Xin lỗi mọi người, video hôm qua chỉ là hiểu lầm, việc ngộ độc thực phẩm hoàn toàn không có liên quan gì tới khách sạn cả. Khi video này được đăng lên, Diêu Chí Minh lập tức chi tiền cho việc khuyến mãi để lấy lại danh tiếng cho khách sạn. Sau nhiều lần tiếp xúc, Chí Minh biết mình đã thật sự thích Thừa Hoan, anh yêu thầm cô bao lâu nay mới có can đảm nói lời tỏ tình, nào ngờ Thừa Hoan lại vô cùng ngơ ngác. Thấy không khí trở nên ngượng ngùng, Chí Minh lập tức chữa cháy bằng cách nói mình chỉ đùa thôi, tuy nhiên vẻ mặt hoang mang của anh vốn không thể lừa được cô. Thừa Hoan hoàn toàn biết ý nghĩa câu anh thích em của Chí Minh là gì, cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra giữa hai người họ. Chí Minh luôn xuất hiện vào mỗi lúc cô cần, điều này khiến cô không khỏi mỉm cười trong vô thức. Để theo đuổi Thừa Hoan, điều đầu tiên Chí Minh làm là chuyển đến nhà bà nội ở, cô nhiều lần bảo mẹ chuyển ra ngoài nhưng mẹ không muốn. Bây giờ anh chuyển đến không những không đuổi bà ra ngoài mà còn nói rằng gia đình Thừa Hoan muốn ở bao lâu cũng được. Mẹ cô nghe xong thì lập tức sáng mắt mời anh vào nhà, Thừa Hoan không muốn mẹ cứ tiếp tục làm phiền người khác nên yêu cầu bố mẹ chuyển phòng rồi dọn dẹp để Diêu Chí Minh ngủ ở phòng chính. Dì ơi không cần đâu, con ở phòng nào cũng được. Thấy Thừa Hoan vì chỗ ở của mình mà cãi nhau với mẹ, Chí Minh kéo cô ra ngoài và bảo anh thích sống tập thể cùng mọi người cho ấm áp. Thừa Hoan chỉ lo mẹ cô ấy suốt ngày rên rỉ sau này sẽ phiền phức cho Chí Minh. Mèo hoang khi vừa sinh ra vốn dĩ vẫn có gia đình của mình, làm sao em biết tôi không thích sống cùng người khác. Lời nói của Chí Minh làm Thừa Hoan có chút bối rối, cô vội vàng bảo anh về nhà rồi rời đi. Cuối cùng Chí Minh sống ở gác mái và bắt đầu cuộc sống với mẹ vợ tương lai. Mỗi ngày anh đều cố tình nấu bữa sáng thịnh soạn cho cả nhà, mẹ Thừa Hoan cũng hiểu chuyện làm vài món đặc sản để đáp lễ, Chí Minh còn tự tay rửa chén khiến bà ngạc nhiên. Những ngày sau đó Chí Minh luôn tan sở đúng giờ để về nhà ăn tối cùng mọi người. Sắp tới mùa du lịch rồi nhưng tình hình kinh doanh ở khách sạn cũng không tốt hơn là mấy. Thừa Hoan biết chỉ dựa vào khách hàng lẻ thì sẽ không thể cải thiện doanh thu mà phải hướng đến nhóm khách hàng quy mô lớn hơn. Vì khách sạn chưa từng vận hành theo cách này nên không hề có sự cạnh tranh trên thị trường, Thừa Hoan xem lại danh sách khách hàng tiềm năng của khách sạn và đã tìm thấy số điện thoại của cô Trương. Nhưng người làm kinh doanh như cô Trương thì thích hợp tác với khách sạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này hơn. Thừa Hoan không muốn bỏ lỡ cơ hội nên lập tức trình bày kế hoạch của mình, cô khẳng định dịch vụ và nhân viên khách sạn đã được đào tạo đầy đủ. Chúng tôi sẽ giảm giá dịch vụ 10% cho cô. Thừa Hoan còn chưa kịp nói xong thì Chí Minh đã xuất hiện, cô Trương vốn biết anh từ trước nên rất niềm nở với anh. Nhờ có sự xuất hiện của Chí Minh mà cô Trương đã đồng ý chọn khách sạn của Thừa Hoan làm nơi tổ chức tiệc cưới của mình. Thừa Hoan nhanh chóng lập kế hoạch để bàn bạc với cô Trương, cô cũng thẳng thắn rằng khách sạn chưa từng tổ chức tiệc cưới nên không có kinh nghiệm, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để làm thật tốt sự kiện trọng đại này. Ban đầu cô Trương có hơi do dự nhưng cuối cùng đã bị thuyết phục bởi nhiệt huyết và sự chân thành của Thừa Hoan. Mấy hôm sau cô Trương quay lại khách sạn để kiểm tra, Thừa Hoan lấy ra bộ trang sức mà bạn thân cô đã đặc biệt thiết kế riêng cho cô Trương. Cô ấy vô cùng hài lòng nên đã nhanh chóng đồng ý hợp tác. Đám cưới của cô Trương sau đó đã diễn ra suôn sẻ, sau khi bữa tiệc kết thúc Thừa Hoan đã tổ chức một buổi họp nhân viên. Cô gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã làm việc chăm chỉ trong thời gian này, cô quyết định sẽ phát triển mạnh mẽ việc kinh doanh tiệc cưới ở khách sạn trong tương lai. Cô bàn giao lại việc kinh doanh này cho quản lý rồi mong rằng mọi người hãy thay đổi dần dần để thích nghi với công việc mới, chủ động thử thách bản thân trong lĩnh vực này. Nghe chủ tịch nói phải làm thêm việc mà không thấy nhắc đến tăng lương nên một số người đã đứng lên xin nghỉ việc. Nhưng điều bất ngờ là Thừa Hoan lại không hề ngăn cản, khách sạn vừa mới thành công trong việc kinh doanh lĩnh vực mới. Thời điểm khó khăn nhất đã qua nên cô muốn gắn bó với những người thật sự muốn ở lại đây làm việc.
Đối với những người muốn rời đi, nếu mọi người có nơi tốt hơn khách sạn này thì tôi không những ủng hộ mà còn chúc các bạn phát triển tốt hơn, mọi người tan họp ở đây nhé. Thật ra Thừa Hoan hiểu rõ những người đó không muốn rời đi mà chỉ là đang nghi ngờ khả năng quản lý của cô, điểm mấu chốt bây giờ là tăng lương để giữ người. Nhưng hiện tại tài khoản công ty không đủ để chi một khoản lớn như vậy, để cứu khách sạn khỏi giai đoạn này Thừa Hoan quyết định dùng tiền mua nhà cho bố mẹ để trả lương cho nhân viên. Đúng lúc bố mẹ Thừa Hoan định đi xem nhà mới, họ đã nói với Chí Minh rằng nếu hôm nay xem được nhà thì sẽ chuyển khỏi đây. Nào ngờ họ vừa mới rời đi thì đã nhận được cuộc gọi của Thừa Hoan bảo rằng sẽ hoãn lại việc mua nhà vì cần tiền gấp. Mẹ cô nghe xong thì rất tức giận, tình cờ sau đó họ đã gặp được Diêu Chí Minh. Anh cố tình nói rằng tiền thuê nhà của Thừa Hoan chưa hết hạn nên mới đến đây đón gia đình cô về nhà cũ sống tiếp ở đó. Lần hành xử này của Chí Minh đã khiến mẹ Thừa Hoan thay đổi suy nghĩ về anh, bà cho rằng anh đúng là một con người lễ độ và ngoan ngoãn nên quyết định đối xử tốt hơn với anh. Trước khi đi ngủ, mẹ Thừa Hoan đã chủ động tìm Diêu Chí Minh để thêm phương thức liên lạc của anh. Bà ấy còn nói rằng sau này sẽ cố gắng làm mai mối cho anh với các cô con gái của bạn bè nhưng Chí Minh đã nhanh chóng từ chối vì trong lòng anh lúc này chỉ có con gái của bà ấy thôi. Mấy tháng nay mẹ con Thừa Hoan vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh chưa làm lành, thật ra ngày nào mẹ cũng đợi cô về. Vì không muốn mất mặt nên bà mới không mở miệng nói ra chỉ là mỗi ngày đều chuẩn bị một bàn ăn lớn mong cô về ăn tối. Có lẽ Thừa Hoan hôm nay không về đâu ạ, ngày mai cô ấy cũng bận nên chắc cũng sẽ không về đâu. Dì là mẹ nó không lẽ dì bảo nó về mà nó dám không về à? Mẹ Thừa Hoan cố tình lên mặt với Chí Minh, thế là anh đã gợi ý cho bà ấy việc đặt cược xem ai là người đoán đúng. Bà chấp nhận ngay lập tức vì không muốn chịu thua anh, ba người sau đó đã đến khách sạn. Đến trước cổng khách sạn bà rất lo lắng nên đã tìm lý do không vào rồi nói rằng mình cảm thấy mình đau đầu muốn đi mua thuốc. Trùng hợp là Chí Minh có thuốc ngay ở trong xe nhưng mẹ Thừa Hoan lại từ chối rồi nói rằng bà không quen dùng thuốc của người khác. Cậu Diêu à, mẹ Thừa Hoan đã nói là sẽ làm được, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ vào thăm con gái đúng không bà? Mẹ Thừa Hoan nghe xong thì chỉ biết cắn răng đi vào trong với hai người họ. Thừa Hoan bên này vừa mới ra khỏi khách sạn thì liền gặp phải một vị khách say rượu. Ông ta tiến đến bên cạnh muốn mời cô uống vài ly, bảo vệ ở đó lập tức chạy tới để ngăn cản nhưng ông ta vẫn nắm chặt tay Thừa Hoan không buông. Mẹ Thừa Hoan thấy con gái bị làm khó thì lập tức đuổi theo người đàn ông dùng giày đánh ông ta không có đường thoát. Sau đó cả nhóm đã bị đưa về đồn cảnh sát, mẹ Thừa Hoan khai rằng là do người đàn ông kia bắt nạt con gái mình nên mới tiến tới đánh ông ta. Bà dùng cái gì để tấn công người khác vậy? Tôi dùng giày của mình tẩn ông ta để bảo vệ con gái tôi thôi. Diêu Chí Minh sau đó đã vội vàng đi đến, người đàn ông bị đánh lập tức nói rằng ông ta sẽ cho mẹ Thừa Hoan vào tù. Diêu Chí Minh lôi ông ta sang một bên nói gì đó, cuối cùng lại khiến người đàn ông đồng ý hòa giải nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, mẹ xin lỗi Thừa Hoan vì lần này lại gây thêm rắc rối cho con gái. Về nhà Thừa Hoan cẩn thận bôi thuốc cho mẹ, hai người vừa nói chuyện vừa cười làm mọi bất hòa trong quá khứ tan thành hư không. Thừa Hoan muốn quay về phòng để nghỉ ngơi thì mẹ cô đột nhiên lo lắng. Con không phải vẫn muốn rời khỏi đây đó chứ? Con đã hứa với mẹ là con sẽ ở lại rồi mà. Em trai Thừa Hoan sau khoảng thời gian yêu thầm bạn thân chị mình thì cuối cùng cũng chinh phục được cô ấy. Thừa Hoan thấy em trai chảy chút vô cùng bảnh bao nên đã tò mò hỏi mà không hề biết hôm nay là ngày đầu tiên hai người họ hẹn hò một cách chính thức. Em trai muốn có nhiều thời gian hơn với bạn gái nên bảo Thừa Hoan có bận gì thì cứ rời đi nhưng cô lại nói rằng mình không bận. Thấy hai người họ cứ mong đợi điều gì đó, cuối cùng cô nói mình sẽ đến nhà hàng để kiểm tra rồi rời đi. Hai người thấy Thừa Hoan đã đi khỏi thì mới thở phào nhẹ nhõm, họ lo lắng sợ cô phát hiện ra mối quan hệ này vì không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Tuy nhiên Thừa Hoan rất nhanh đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn khi bạn thân cô đến nhà chơi. Em trai cô chỉ đem nước cho mỗi bạn thân mà không hề để ý đến chị gái làm cô vô cùng nghi ngờ, cô dường như đã ngửi thấy mùi của tình yêu giữa hai người họ. Khi cô bạn thân ra về, em trai Thừa Hoan chủ động ra ngoài tiễn bạn gái, cậu không muốn che giấu tình cảm của mình nữa nên nói nếu chị gái có hỏi thì cậu định trực tiếp thừa nhận. Anh nhỏ hơn em nhiều tuổi như vậy, em lại là bạn thân của chị anh, ngoài ra em còn đã từng ly hôn và có một đứa con nên em mong chuyện này cần chậm lại. Những điều em nói không phải là vấn đề đâu, anh không còn trẻ nữa, công việc cũng ổn định rồi nên chúng ta sẽ công khai càng sớm càng tốt. Nghe bạn trai nói vậy cô gái rất cảm động, cô quay lại và đặt một nụ hôn lên môi bạn trai. Mối quan hệ của Thừa Hoan và Diêu Chí Minh cũng đã tiến bộ vượt bậc, hai người định đi câu cá cùng nhau thì bất ngờ gặp bố và em trai Thừa Hoan. Ông không biết họ đang thích thầm nhau nên hào hứng nói rằng mình muốn đi cùng, buổi hẹn hò tưởng chừng sẽ vui vẻ nào ngờ lại trở thành chuyến đi bốn người khiến Chí Minh không thể cười nổi. Thừa Hoan sau sự việc mẹ mình phải đến đồn cảnh sát đã chuyển về nhà cũ của bà nội để sinh sống, đêm đó Chí Minh đã đến tìm cô rồi hai người cùng nhau uống rượu. Chuyện mẹ cô thoát khỏi việc bị kiện tất cả đều là nhờ Chí Minh. Anh đã tìm ra nơi làm việc của người đàn ông đó và số điện thoại của vợ ông ta rồi dọa rằng nếu không hòa giải thì ông ta sẽ bị kiện vì tội quấy rối. Chí Minh còn chủ động xin lỗi vì xen vào chuyện của cô, Thừa Hoan không tức giận mà còn rất biết ơn anh. Thật tốt khi em chuyển về khiến không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn, tôi nợ em rồi em lại nợ tôi, điều này chứng tỏ chúng ta không thể tách rời nhau nhỉ. Sau đó không lâu, dì của Thừa Hoan đã đem gia đình đến Thượng Hải chơi, mẹ cô chưa hỏi ý kiến của con gái đã đưa cả gia đình dì đến khách sạn. Bà còn cố tình bảo lễ tân chuẩn bị phòng hạng sang nhưng theo quy định thì cần phải đặt cọc 5.000 nhân dân tệ.
Mẹ Thừa Hoan lúng túng bảo quản lý sang một bên, bà cho rằng khách sạn này là của con gái mình nên tiền đặt cọc và phí thuê phòng bà sẽ được miễn phí. Tuy nhiên khách sạn có hệ thống đặt phòng riêng nên mọi giao dịch cần phải được ghi lại, quản lý thật sự không thể quyết định chuyện này nên đành đến văn phòng Thừa Hoan kể lại cho cô nghe mọi chuyện. Hoan Hoan, con giúp mẹ nhé, mẹ không muốn bị mất mặt trước gia đình nhà dì. Mẹ phải báo cho con biết trước để con sắp xếp chứ, dì đã rất tốt với con khi còn nhỏ nên lần này tất cả chi phí của họ sẽ được con thanh toán toàn bộ. Thừa Hoan nhiệt tình đón tiếp gia đình dì, cô còn cố tình đặt phòng riêng để họ có thể thưởng thức đặc sản của Thượng Hải. Mẹ cô vui vẻ bảo phục vụ mở rượu nhưng dì bảo đừng tốn kém quá. Tuy nhiên rượu của Thừa Hoan là người phù phiếm nên ngay khi có thể uống rượu thượng hạng thì mắt lập tức sáng lên. Thừa Hoan sau đó đã hào phóng bảo phục vụ lấy rượu ra tiếp đãi gia đình dì. Trong lúc cả nhà đang dùng bữa, chú Dượng cố tình bảo cháu trai đến, ông ta nghĩ cả hai đều đang độc thân nên có thể ghép đôi với nhau. Dượng nghĩ con gái nên lấy chồng sớm, suy cho cùng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người phụ nữ là gia đình mình. Thời đại đã thay đổi, hiện tại con chỉ muốn tập trung cho công việc nên Dượng không cần lo lắng cho con đâu. Để tiện cho việc đưa nhà dì đi chơi, Thừa Hoan đã lấy thẻ ngân hàng của mình ra đưa cho mẹ. Sáng hôm sau cả nhà định ra ngoài thì cháu Thừa Hoan chạy quanh khách sạn rồi vô tình va phải một vị khách làm bẩn váy của cô ấy. Có chuyện gì mà hai người lớn lại bắt nạt một đứa con nít thế? Ông không thấy nó đã làm bẩn váy của bạn gái tôi sao? Hai bên tranh cãi với nhau, nhà dì Thừa Hoan cho rằng trẻ nhỏ nghịch ngợm không có gì đáng để suy xét nhưng hai vị khách lại tỏ ra tức giận muốn báo cảnh sát. Thừa Hoan nghe thấy ồn ào thì lập tức chạy đến, sau khi tìm hiểu sự việc cô lập tức xin lỗi khách hàng. Khách sạn chúng tôi sẽ chịu phí giặt váy và miễn phí giá phòng ngày hôm nay, hai người xem giải quyết như vậy có ổn thỏa không? Bà chủ như cô nói chuyện mới thấy có lý đấy. Người nhà dì Thừa Hoan không đồng ý cách làm của cô vì nó khiến họ xấu hổ trước mặt nhiều người. Thừa Hoan cho rằng trẻ nhỏ đúng là không phân biệt được đúng sai nên người lớn càng phải làm gương. Mẹ cô nghĩ số tiền chi trả cho một đêm là quá nhiều nên khuyên Thừa Hoan hãy suy nghĩ lại. Chúng ta làm khách sạn cần dựa vào dịch vụ và truyền miệng từ khách hàng. Mọi người cảm thấy nghỉ ngơi ở đây thoải mái thì mới đánh giá tốt khách sạn của mình. Thừa Hoan đúng là hiếu thảo và ngoan ngoãn, không chỉ giáo huấn nhà dì mà ngay cả mẹ mình cũng mắng. Tôi cảm thấy tiếc cho chị quá. Thừa Hoan nghe thấy thì liền không nhịn nổi nữa, cô đối đáp với gia đình dì bằng sự chân thành nhưng nếu họ không biết đúng sai, cố tình gieo rắc bất hòa giữa mẹ và cô thì đừng trách cô không nể tình. Nếu mọi người muốn tiếp tục sống ở khách sạn thì phải tuân thủ quy định ở đây, còn nếu mọi người cứ tiếp tục làm loạn thì mời ra khỏi đây. Sau khoảng thời gian mập mờ với nhau, Diêu Chí Minh cuối cùng cũng tỏ tình với Thừa Hoan. Anh nói đùa như lần trước đúng không? Anh nghiêm túc đó, làm bạn gái anh nhé. Làm sao em biết được những lời nói của anh là chân thành? Câu hỏi của Thừa Hoan làm Chí Minh bối rối không biết nên bày tỏ với cô thế nào. Cô thấy Chí Minh quá nhút nhát nên tự mình ôm lấy anh rồi trao một nụ hôn, không khí màu hồng ngập tràn trên xe. Hai người sau khi xác nhận quan hệ thì quay về nhà. Thừa Hoan nghĩ bây giờ tốt hơn hết là giấu mối quan hệ của hai người với bố mẹ cô. Họ cẩn thận đi vào nhà sợ đánh thức bố mẹ đã ngon giấc. Hai người lưu luyến không muốn rời xa. Chí Minh đặt một nụ hôn lên môi Thừa Hoan thay cho lời tạm biệt. Thừa Hoan rơi vào tình yêu vui vẻ đến nỗi không nhịn cười được. Một lúc sau cô nhận được tin nhắn từ anh nói rằng ngày mai muốn hai người cùng nhau đi làm. Thừa Hoan nghĩ mẹ cô làm đồ ăn sáng từ sớm, nếu hai người cùng lúc rời đi sẽ bị phát hiện mất. Vậy chúng ta sẽ đi làm từ 5 giờ sáng để không ai phát hiện nhé. Em không dậy nổi đâu, anh dậy mà đi làm một mình đi. Thừa Hoan thấy Chí Minh không trả lời tin nhắn nên cứ tưởng kế hoạch hẹn hò buổi sáng đã bị thất bại nào ngờ lại có tiếng động phát ra từ cửa sổ. Thì ra là Diêu Chí Minh dùng dây quấn điện thoại thả xuống cho Thừa Hoan thấy. Anh làm cái gì vậy, không sợ bố mẹ thấy à? Em vẫn chưa đồng ý đi làm cùng anh mà. Được rồi em đồng ý. Tiếng nói của hai người đã làm phiền mẹ Thừa Hoan đang say giấc, bà cứ nghĩ đó là chuột nên ngày mai định sẽ mua thuốc diệt chuột để xử lý chúng. Diêu Chí Minh vì dậy sớm để đi làm cùng Thừa Hoan nên ngủ gật cả buổi sáng, anh không hề có tinh thần làm việc mà lại bí mật gửi tin nhắn mời cô đi ăn trưa. Thừa Hoan hiện tại rất bận nên không ra ngoài được, thế là anh đành phải mua đồ ăn đến khách sạn tìm cô, anh cảm thấy có chút khó chịu khi trong lòng bạn gái chỉ có công việc. Cũng tại anh yêu em quá nhiều, thế giới của anh bây giờ chỉ có em thôi. Thừa Hoan nghe xong liền nổi da gà, cô không biết anh đã học những lời nói xến xúa này từ ai. Chí Minh nói mình đã thấy nó ở trên mạng khiến Thừa Hoan không khỏi bật cười trước sự ngây ngô trong tình yêu của anh. Hôm sau bạn thân Thừa Hoan đi đón con trai ở trường thì cô giáo nói bố của cậu bé đã đến trước rồi đón cậu bé về rồi, cô nghe xong thì lập tức tới nhà anh ta để xem tình hình. Tôi nói cho anh biết con trai tôi mà tiếp tục ở bên anh thì nó sẽ gặp vấn đề tâm lý mất. Nó theo cô mới thật sự gặp vấn đề đó. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với anh ta nhưng khi ngồi xuống bế con trai đi thì cậu bé lại không muốn đi theo mẹ mà chạy về phía người bố. Bạn thân Thừa Hoan không muốn con trai tiếp tục ở đây nên giằng co với quản gia. Cô buông tay đi, con trai tôi đang ở nhà tôi đó, tính khí cô tệ như vậy thì sao tôi có thể yên tâm giao con cho được, nếu cô không thay đổi thì tôi sẽ không bao giờ để con đi cùng cô. Cô thiết tha cầu xin con trai đi theo mình nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ từ cậu bé, sau đó chỉ có thể nhìn chồng cũ bế con trai về phòng. Cô ngồi trong xe nhớ lại những điều con vừa nói rằng cậu bé sợ mẹ không còn yêu mình nữa vì cô đã có bạn trai mới, cô thật sự lo lắng mình sẽ mất con nên bật khóc không ngừng. Sau đó em trai Thừa Hoan đã gửi tin nhắn đến, hôm nay là sinh nhật của cậu, hai người đã hẹn đi ăn cùng nhau.
cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi đến chỗ hẹn. Cô nói với cậu rằng mình muốn giành quyền nuôi con trai nhưng cô đã chủ động từ bỏ quyền nuôi con trong thời gian ly hôn. Cô hỏi cậu bây giờ nếu như đâm đơn kiện thì có cơ hội thắng không? Em trai Thừa Hoan ủng hộ mọi quyết định của bạn gái và nói rằng cậu sẽ trở thành luật sư biện hộ nếu cô cần. Thật ra ý của em là chúng ta có nên xem xét lại mối quan hệ của tụi mình không? Nếu em giành được quyền nuôi con thì sau này sẽ sống cùng con. Em biết anh không để ý nhưng chúng ta cũng không thể giấu bố mẹ anh mãi đúng không? Nghe bạn gái nói vậy anh chỉ im lặng rồi đứng dậy rời đi. Hôm sau một chương trình ca nhạc được tổ chức ở khách sạn của Thừa Hoan đã diễn ra. Cô thấy trẻ em nhảy múa trên sân khấu nhưng khung thép đỡ màn che đằng trước nào ngờ lại được thay thế bằng ván gỗ. Nếu gió thổi mạnh nó sẽ gây nguy hiểm cho bọn trẻ. Cô nhanh chóng chụp ảnh lại để làm bằng chứng rồi gửi tin nhắn cho người quản lý sự kiện. Sau đó ván gỗ đã thật sự gãy làm cô phải tự mình giữ nó để tấm nền đằng trước không bị gió thổi bay. Đúng lúc này thì Diêu Chi Minh đã xuất hiện giúp đỡ cô. May mắn là anh đến kịp thời nếu không hậu quả sẽ khó lường. Sau khi buổi diễn kết thúc, Thừa Hoan lập tức gọi điện cho công ty đối tác chịu trách nhiệm trong việc thi công sân khấu. Cô chỉ trích anh ấy rằng việc dùng ván gỗ để thay thế khung thép là quá nguy hiểm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sân khấu. Tôi xin lỗi vì Tô Châu trời mưa to nên khung thép không thể vận chuyển kịp. Đúng lúc tôi không biết làm gì thì Liêu Cương, nhân viên khách sạn của cô, đã chạy đến nói rằng anh ta có cách giải quyết, nó không cần phải chi nhiều nên tôi đã đồng ý. Liêu Cương là người luôn không hài lòng với việc Thừa Hoan trở thành người quản lý khách sạn nên lần này anh ta cố tình làm vậy để gây rắc rối cho cô, chuyện này suýt thì gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thừa Hoan vô cùng thất vọng với đối tác khi anh ấy đã không kiểm tra sân khấu một cách kỹ lưỡng. Hôm sau cô đã tổ chức một buổi họp với nhân viên và quyết định chấm dứt hợp đồng với đối tác tổ chức sự kiện. Liêu Cương, anh chính thức bị sa thải. Anh ta vẫn chưa biết lý do vì sao mình bị cho thôi việc nên yêu cầu Thừa Hoan giải thích. Tôi đã xác nhận với đối tác chuyện anh cắt giảm vật liệu tổ chức sự kiện, chuyện này suýt thì gây ra tai nạn cho bọn trẻ khi chúng biểu diễn, lý do này đủ để khiến tôi sa thải anh rồi. Quản lý lên tiếng hy vọng Thừa Hoan hãy bỏ qua cho Liêu Cương lần này, cho anh ta một cơ hội sửa sai, nhưng cô đã cho anh ta quá nhiều cơ hội rồi. Cô dùng tiền của bản thân để tăng lương cho anh ta và mọi người nhưng kết quả cô nhận được lại là sự phản bội này. Liêu Cương phát điên lên chửi mắng Thừa Hoan rồi lấy cốc nước từ người bên cạnh hất vào mặt cô khiến mọi người sững sờ. Họ lập tức kéo anh ta ra ngoài trong khi Thừa Hoan đứng trên cao không hề thay đổi sắc mặt. Cô nhấn mạnh rằng nếu ai còn lợi dụng chức vụ của mình để vụ lợi bên ngoài thì sẽ có kết cục như Liêu Cương. Mấy người trước đó có ý kiến với Thừa Hoan lập tức chạy đến xin lỗi cô không để tâm lắm mà rời đi khỏi đó. Mẹ Thừa Hoan bên này nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài thì chạy ra để mở cửa, một người đàn ông lạ mặt đến rồi tự xưng rằng mình là chủ của ngôi nhà này và là bố của Diêu Chí Minh. Mẹ Thừa Hoan không tin người lạ nên ngăn cản nhưng ông ta vẫn cứ thế bước vào trong nhà. Thừa Hoan về nhà không những không đuổi ông ấy đi mà còn đối đãi đàng hoàng chờ Diêu Chí Minh về. Khi thấy con trai đến, ông ta giả vờ bước tới ôm anh nhưng lập tức bị Chí Minh từ chối. Con trai à, bố ở tù nhiều năm như vậy khi được ra ngoài là lập tức đi tìm con, biết con ở Trung Quốc bố mua vé máy bay trong đêm để gặp con sớm nhất có thể. Diêu Chí Minh không thừa nhận mình là con trai ông ta rồi kéo ông ta ra ngoài. Mẹ Thừa Hoan sững sờ khi biết bố Chí Minh lâu nay không xuất hiện là do ngồi tù. Bà hỏi chồng mình nhưng ông ấy cũng không biết gì rồi bảo cứ để Chí Minh tự giải quyết chuyện gia đình mình. Chí Minh chở bố trên xe, ông ấy lấy ra hai chai rượu muốn uống cùng Chí Minh nhưng anh lại nói là mình sẽ đưa bố đến sân bay. Bố mất 10 tiếng mới đến đây mà con lại muốn bố đi liền sao? Diêu Chí Minh cảm thấy vô cùng nực cười trước lời nói đó, bố anh là người suốt ngày ở nhà chơi mặt trược và có mặt tại mọi sòng bạc đến nỗi bị người ta xiết nhà. Sau đó ông ta mắc một khoản nợ khổng lồ bỏ lại vợ con rồi chạy trốn, đó là lý do mẹ anh qua đời, cuối cùng ông ta đã bị bắt và kết án 15 năm tù. Chí Minh còn rất nhỏ nhưng anh phải bỏ học để kiếm sống, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất khi anh vừa làm việc vừa ăn bánh mì và đọc sách. Anh đã phải sống một mình trong suốt thời gian còn trẻ nên từ lâu anh đã nghĩ mình không còn bố nữa. Nào ngờ bố anh lại ra tù sớm, vừa mới được thả là ông ta đã đi tìm anh muốn anh tha thứ cho tội lỗi năm xưa, đến ngã tư đèn đỏ. Bố Chí Minh tháo dây an toàn trốn khỏi xe vì không muốn đi nước ngoài, đến khi anh nhận ra thì bố đã chạy mất. Hôm sau ông ta đến khách sạn ngồi ở sảnh như một ông chủ, quản lý thấy thế thì lập tức báo với Thừa Hoan. Thừa Hoan lịch sự đến chào hỏi, cô nói rằng trước khi bà mất đã để lại khách sạn cho mình quản lý, bố Chí Minh không chấp nhận điều đó, ông ta cho rằng khách sạn này phải thuộc về Chí Minh. Nếu hôm nay cô không trả lại nó cho anh thì ông ta sẽ không rời khỏi đây rồi còn đe dọa Thừa Hoan rằng sẽ nói cho cả thế giới biết cô là người cướp tài sản của người khác. Thừa Hoan lịch sự chuẩn bị phòng cho bố Chí Minh, ông ta nằm thoải mái trong phòng tận hưởng nào ngờ sau đó Chí Minh đã đi đến. Chí Minh à, con muốn bố làm gì thì con mới tin bố đến đây là để xin lỗi và bù đắp cho con. Tôi không cần điều đó và cũng không có quan hệ gì với ông, người ông nên xin lỗi và bù đắp là mẹ và bà tôi. Ông ta trách Chí Minh nói lời cay đắng làm tim ông ta đau đớn trong khi chính ông ta mới là người chưa từng hoàn thành trách nhiệm làm bố với anh một ngày nào. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn nghe tiếng ông đánh bài uống rượu mỗi khi ngủ, tôi không thể chọn bố của mình nhưng tôi có quyền không nhận người bố này. Bố Chí Minh vẫn muốn ngụy biện, ông ta lấy khách sạn kia ra làm điều kiện trao đổi với anh. Bố lấy lại khách sạn cho con thì con có chấp nhận tha thứ cho bố không? Bà nội lập di chúc để nó cho Thừa Hoan, ông không có quyền gì để cướp của cô ấy.
Chí Minh không muốn nói nhảm với ông ấy nữa mà lao vào phòng lấy túi sách của bố mình để đưa ông ấy rời khỏi đây. Nào ngờ ông ta lại giật lấy hộ chiếu trước chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại rồi ném nó vào bồn cầu. Mẹ Thừa Hoan vốn đã biết về quan hệ của hai người nên khi hay tin bố Chí Minh đã từng ở tù thì rất lo lắng cho con gái. Để kiểm tra con rể tương lai, bà tìm đến Chí Minh để nói chuyện nhưng anh quá bận không tiếp đón được, thế là bà đành ngồi đó đợi đến mức ngủ gục. Chờ Thừa Hoan trở về nhà, mẹ cô đã tổ chức một buổi họp mặt nghiêm túc. Bà nói mình rất hài lòng với Chí Minh nhưng anh lại có một người bố từng ngồi tù, bà sợ khi con gái gả vào nhà anh một ngày nào đó sẽ bị bố anh làm khó. Diêu Chí Minh lập tức khẳng định anh sẽ không để bố có bất cứ cơ hội nào làm gia đình nhà họ Mạch khó xử và chắc chắn sẽ luôn bảo vệ Thừa Hoan. Nếu hai đứa con kết hôn, con sẽ nhờ luật sư làm bản thỏa thuận trước. Thứ nhất là bảo toàn toàn bộ tài sản trước hôn nhân của Thừa Hoan. Thứ hai là toàn bộ tiền tiết kiệm và cả ngôi nhà sẽ chuyển từ tên của con sang Thừa Hoan. Mẹ Thừa Hoan lập tức từ chối. Chí Minh lớn lên trong một môi trường độc hại nên từ nhỏ đến lớn anh chưa từng biết gia đình thật sự là gì. Con chưa từng hiểu tình yêu cho đến khi gặp được Thừa Hoan, thế giới của con mới có màu sắc. Lần này con đã biết thế nào là nhà sau khi sống với mọi người nên con mong gì có thể cho con một cơ hội để được ở bên Thừa Hoan. Đêm đó Chí Minh lẻn vào phòng Thừa Hoan vì mẹ cô đã giặt hết quần áo của anh nên anh chỉ đành cởi trần quấn chăn đi gặp cô. Nào ngờ sau đó mẹ cô lại gõ cửa, Chí Minh lập tức tìm chỗ trốn, sau đó Thừa Hoan đã để anh núp trong rèm cửa. Cô mở cửa ra nói chuyện với mẹ, bà mang bánh và nước cam đến, trong khi cô tìm cớ thì mẹ đã biết tất cả. Bà nói mèo hoang đừng trốn trong đó nguy hiểm lắm, trong khi Chí Minh không dám trả lời. Mẹ Thừa Hoan rời đi thì Chí Minh mới dám xuất hiện, trong lúc anh tạo dáng thì giọng mẹ lại vang lên yêu cầu mèo hoang trở về phòng của mình trước 10 giờ. Bố Chí Minh biết mẹ Thừa Hoan đã đồng ý mối quan hệ của hai người thì đã đến chỗ cô nói chuyện đàng hoàng, dù gì thì cô cũng sắp trở thành con dâu trong nhà rồi. Ông nói rằng lần này mình đến thật sự muốn bù đắp cho Chí Minh nhưng anh vẫn không muốn gặp ông. Để xoa dịu mối quan hệ giữa hai bố con, Thừa Hoan đã mua cho ông một chiếc điện thoại rồi dạy ông cách sử dụng để có thể liên hệ với Chí Minh và quan sát cuộc sống hàng ngày của anh. Sau đó Thừa Hoan còn để bố Chí Minh phụ mình trong công việc tổ chức sự kiện rồi trả lương hàng ngày. Ông thấy Chí Minh đến thì đề nghị đưa anh đi ăn một bữa. Lần này bố không dùng đến tiền của con đâu, bố có lương rồi. Thừa Hoan bên cạnh nói giúp để Chí Minh đồng ý ăn trưa cùng bố, tuy nhiên sau đó người quản lý cấp cao của khách sạn cạnh tranh đã tìm đến bố của Chí Minh. Cô ta nói mình sẽ giúp bố con Chí Minh lấy lại tài sản và còn đưa cho ông ấy một số tiền lớn xem như quà tặng. Hôm sau khách sạn của Thừa Hoan tiếp đón một nhóm khách hàng quan trọng, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng thì đột nhiên mạch điện lại xảy ra vấn đề khiến toàn bộ khách sạn không còn ánh sáng. Thừa Hoan lo lắng vì sự việc này liên quan đến chuyện khách sạn được lên sao ở Thượng Hải, khi cô bối rối không biết làm sao thì bố Chí Minh đã đi vào. Ông ấy nói với mọi người rằng đây không phải là tai nạn mà có người đã cố tình phá hủy mạch điện. Ông ấy còn chỉ dẫn mọi người cách tìm ra lỗi để giải quyết vấn đề trong thời gian sớm nhất. Thì ra hôm qua trợ lý của người quản lý cấp cao đã đến tìm ông bày tỏ rằng mình muốn được giúp đỡ trong việc lấy thẻ nhân viên để động vào mạch điện trong khách sạn. Thế là bố Chí Minh đã lén đi trộm thẻ nhân viên rồi bật ghi âm trong lúc nói chuyện với anh ta. Ông muốn biết liệu sếp của anh ta đang có kế hoạch gì, vì Thừa Hoan dạo này đối xử với ông rất tốt, nếu lấy oán báo ơn thì ông đúng là không phải con người rồi. Bên kia phủ nhận việc gây rối, bố Chí Minh nghe xong thì lấy số tiền trước đó họ đã đưa cho ông ra để trả lại. May mắn là sự cố đã được tìm ra kịp thời, mặc dù người phá hủy mạch điện đã được xác định nhưng việc sửa chữa mất khoảng 1 tiếng. Thừa Hoan quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu để trì hoãn thời gian nhận phòng lại. Cô còn tin tưởng giao việc này cho bố Chí Minh phụ trách, ông ấy nghe xong thì cảm động không biết mình có thể hoàn thành nó tốt hay không. Khách sạn sau đó đã hoàn thành xuất sắc việc chiêu đãi và nhận phòng, nhưng Diêu Chí Minh chưa kịp hiểu rõ vấn đề đã lao thẳng đến phòng bố mình hỏi ông ấy vì sao lại liên lạc riêng với người quản lý kia. Ông sẽ không bao giờ thay đổi được bản thân, điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi đó là làm con trai của ông. Lời nói của Chí Minh làm bố anh tổn thương rất nhiều, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu bây giờ là giải quyết vấn đề với người quản lý kia. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thừa Hoan đã chủ động kể cho Chí Minh nghe công lao của bố anh. Chính ông ấy là người đã báo với cô sự cố và giúp cô thực hiện tiệc rượu suôn sẻ. Cô nhẫn nại khuyên nhủ Chí Minh để anh có cái nhìn tốt hơn về bố mình. Bố anh không phải người bố tốt nhưng ông ấy đã trả giá cho những việc mình từng làm rồi. Lần này em thấy ông ấy thật sự đang cố gắng thay đổi nên em nghĩ anh nên cho bố một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm năm xưa. Chí Minh đến khách sạn nhưng bố anh không còn trong đó, ông cũng không nhận điện thoại của anh. Hiện tại ông ấy đang ngồi một mình trong công viên nghĩ lại những điều con trai mình nói rồi cảm thấy tội lỗi. Đến khi Thừa Hoan gọi thì ông mới dám bắt máy, cô nói mọi chuyện đã được giải quyết rồi nên ông có thể quay về. Ông quay lại đi, nếu không biết đường về thì tôi đến đón ông. Bố anh lập tức bật khóc nói rằng mình sẽ về ngay, tuy nhiên khi ông ấy vừa mới rời đi thì đã gặp tai nạn xe. Chí Minh hay tin bố mình bị thương thì lập tức đến bệnh viện nhưng đáng buồn là ông ấy đã không thể qua khỏi vì mất quá nhiều máu. Chí Minh cảm thấy như tim mình vỡ vụn ra, lúc nãy anh còn nghĩ sắp được đoàn tụ với bố nhưng nào ngờ bây giờ đã mất đi người thân cuối cùng còn tồn tại trên đời này. Chuyện buồn vẫn chưa kết thúc, đám tang bố Chí Minh vừa thực hiện xong thì mẹ Thừa Hoan đã được chẩn đoán là mắc bệnh u phổi. Bà nhớ lại khoảng thời gian gần đây đã ho rất nhiều, những triệu chứng gặp phải hoàn toàn giống với căn bệnh quái ác này nên đã đi khám, tin tức như một tia sét chiếu thẳng vào người bà.
Hai đứa con chỉ vừa mới được hạnh phúc, bà còn chưa thấy Thừa Hoan mặc váy cưới và bế cháu thì làm sao mà nỡ rời đi đây. Mẹ Thừa Hoan không muốn nói cho gia đình biết vì sợ mọi người lo lắng nên đành nấu một bàn ăn lớn rồi gọi mọi người về. Tất cả đã sẵn sàng nhưng bà không còn ở nhà nữa. Mọi người đợi đến tối nhưng không thấy mẹ về, liên lạc qua điện thoại cũng không thấy ai bắt máy nên đành đi tìm ở xung quanh. Họ không biết đã có chuyện gì xảy ra cho đến khi Chí Minh tìm thấy chìa khóa mẹ cô để lại trên bàn. Anh đoán rằng bà có lẽ đã bỏ nhà đi. Sau đó chuông cửa reo lên, mọi người cứ nghĩ mẹ về nên vội vàng chạy ra ngoài. Nào ngờ đó lại là người đưa thư, mẹ Thừa Hoan đã nhờ anh ấy gửi bức thư này đến cho cả nhà. Bữa tối hôm nay có ngon không? Kể từ ngày mai mọi người phải học cách tự chăm sóc bản thân rồi. Mẹ bị bệnh không thể tiếp tục ở bên mọi người nữa. Khoảng thời gian cuối cùng mẹ muốn ở một mình nên các con không cần phải lo nhé. Trước khi rời đi, mẹ Thừa Hoan đã đến bàn thờ bà nội để nói những lời cuối cùng. Mẹ ơi, con sắp đi theo mẹ rồi, con chỉ mong mẹ ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho gia đình mình mẹ nhé. Đọc xong thư của mẹ, bố Thừa Hoan tự trách mình khi bản thân không biết bệnh tình của vợ. Sau đó cả nhà đã báo cảnh sát. Họ đã điều tra ra được thông tin mua vé của mẹ cô. Thừa Hoan nghĩ mẹ cô đã về quê nhưng khi gọi cho dì thì bà ấy nói rằng không hề thấy mẹ cô đến. Có khi nào mẹ về nhà cũ không, nhà của bà ngoại năm xưa đó? Em trai Thừa Hoan đã đoán đúng, mẹ cô đã quay về ngôi nhà cũ. Ở đây đã lâu rồi không có ai đến nên nhà bám đầy bụi. Mẹ nhìn thấy di ảnh năm xưa thì bật khóc không ngừng. Cả đời bà đã làm việc chăm chỉ vì con cái mà quên mất rằng mình cũng từng là con của mẹ. Thừa Hoan sau đó nhanh chóng đến nhà cũ gõ cửa xem mẹ có ở trong đó không. Bà nằm trên giường bối rối không biết nên đối mặt với con gái của mình như thế nào rồi vội vàng xuống giường lấy son tô lên môi để cô không nhìn thấy vẻ ngoài nhợt nhạt của mình. Thừa Hoan lo lắng quá nên đạp cửa đi thẳng vào trong. Mẹ có biết mẹ làm con sợ lắm không? Mẹ thật là ích kỷ khi chỉ để lại một lá thư mà không hề biết gia đình mình lo lắng như thế nào. Có chuyện gì xảy ra thì chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện mà. Thừa Hoan và cả nhà quyết định sẽ gác lại mọi công việc để đến sống cùng mẹ. Nếu bà đã không muốn quay lại thì cô đành ở đây với bà. Mọi người dọn sân sạch sẽ rồi chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn. Cô ăn xong thì đưa mẹ đi chơi để thư giãn. Bước trên cánh đồng vô tận, mẹ cô không hề nở nụ cười. Bà cũng không còn ríu rít bên tai Thừa Hoan như xưa. Thừa Hoan sau đó biết mẹ rất thích món cá của một bà cô trong làng bán nhưng khi cô và Chí Minh ra ngoài hỏi thăm thì mới biết bà cô đó đã già giờ phải ngồi xe lăn nên cửa hàng đã bị đóng cửa. May mắn là con gái bà ấy rất thân với mẹ Thừa Hoan nên đã ra ngoài trò chuyện với cô. Khi họ còn trẻ, đã có một ngôi trường trong thành phố đến đây để tuyển nhân tài hát kinh kịch. Mẹ cô là người được chọn nhưng vì gia đình nghèo khó nên bà không thể đến đó học được. Thừa Hoan thở dài cảm thấy tiếc cho mẹ, bà ấy chưa từng kể cho cô nghe chuyện này. Để mẹ nếm lại hương vị ngày xưa, cô đã học cách nấu cá theo bà cô đó. Sau đó mẹ cô vừa ăn một miếng đã bật khóc vì nó ngon hơn bất cứ thứ gì bà từng ăn trên đời này. Chiều hôm đó mẹ đến sân khấu trong làng, ngày xưa tháng nào cũng có một vài buổi biểu diễn ở đây, bà là một trong những người đứng trên sân khấu. Nhưng bây giờ không còn như xưa vì thanh niên thời nay thường đi chơi chứ không đến xem kinh kịch. Thừa Hoan nhận ra nếu muốn mẹ chấp nhận điều trị thì phải khiến bà ấy nuôi lại hy vọng trong cuộc sống, tuy nhiên đó phải là hy vọng mà bà ấy tự trao cho mình. Con sẽ giúp mẹ thực hiện những tiếc nuối lúc còn trẻ, điều này chắc sẽ giúp mẹ tiếp tục có ý chí sống. Hôm sau Chí Minh và Thừa Hoan đã tổ chức một buổi biểu diễn trên sân khấu, cô dùng cách múa rối để diễn tả lại cuộc đời của mẹ mình. Cả nhà còn chuẩn bị sẵn đồ để mẹ được hát kinh kịch rồi mời một người đệm đàn về. Mọi người có mặt từng là khán giả trung thành của bà, mẹ có vẻ rất ngại ngùng nhưng những người bạn cũ đã động viên bà. Sau đó mẹ Thừa Hoan đã đứng trên sân khấu, bây giờ bà không còn là vợ hay mẹ của ai nữa mà là chính mình, vẻ ngoài rực rỡ đó làm Thừa Hoan không khỏi rơi nước mắt. Cuối cùng mẹ cô cũng đồng ý quay về Thượng Hải để điều trị, ca phẫu thuật may mắn trải qua thành công, khối u lành tính nên mẹ cô rất nhanh đã có thể hồi phục nở lại nụ cười trên môi. Thừa Hoan và Chí Minh sau đó đã mở một khách sạn mới ở quê liên kết với chuỗi khách sạn ở thành phố. Vào đêm Trung thu, cả gia đình quây quần lại bên nhau, mẹ Thừa Hoan chuẩn bị một bàn ăn ngon mừng ngày lễ lớn. Em trai Thừa Hoan và bạn gái đã đăng ký kết hôn, Thừa Hoan và Chí Minh cũng có kế hoạch cho hôn lễ của mình. Mẹ cô đã trở lại quen thuộc với sân khấu nên không can thiệp vào cuộc sống của con cái nữa. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mọi người muốn mình làm bộ phim nào tiếp theo thì để lại bình luận ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.